Nam Nguyễn, xin chào tất cả các bạn độc giả yêu truyện thân mến. Hôm nay, chúng ta đến với phần 26 của bộ truyện Ma Đao Sát Tinh của tác giả Ngọa Long Sinh. Chương 52, già thật khó phân. Vầng trăng đã lặn, sao thưa đã chìm, sương trắng phủ mờ cả bầu trời cao. Trên đỉnh Thiên Bình Sơn gió lạnh buốt cả da thịt, rừng thông reo rì rào, bỗng lũ yêu ma ùn ùn xuất hiện, làm cho không khí trên đỉnh núi lại ngột ngạt mùi sát phạt. Tại vòng hồ đài, thần châu song sát và hồ trưởng kim đao đào như hải đang trông mặt nhau mà thủ thế, chờ đợi bùng nổ một cuộc xô sát ác liệt. Từ phía sau đào như hải bỗng có một bóng người lách mình tràn tới nói. Giết gà hà tất phải dùng đến dao mổ bò, xin lão gia tử hãy để cho thuộc hạ đối phó được rồi. Tiếng nói vừa dứt thì người ấy đã lao vút về phía đông phương hiểu tinh, vung cả song trưởng lên đánh một đòn thật ác liệt. Tức thì, một tiếng gào thảm vang lên từ chính miệng của người ấy. Hắn bị hất bắn trở về, rơi xuống đất nghe một tiếng bịch chết tốt. Đào Như Hải đưa mắt nhìn kỹ thì thấy thất khiếu của hắn đều trào máu đen, tứ chi gãy lìa rơi rải rác trên mặt đất. Với đôi mắt của Đào Như Hải mà chỉ kịp nhìn thấy hai anh em thần châu song sát bay thoát thân người tới, chứ chưa kịp nhìn thấy họ đã ra tay như thế nào cả. Bởi thế lão ta không khỏi thầm kinh hãi, cười nhạt nói. Quả là hết sức ác độc. Đông Phương Hiểu Bạch nói. Hai tiếng ác độc phải gắn cho ông mới hợp. Hai anh em lão phu tuy xuống tay nặng nề, nhưng chẳng hề sát hại ai mà không có lý do. Song hễ ai xúc phạm đến thần châu song sát này thì chỉ có đường chết. Nếu không như thế thì cái tên truy hồn ác khách và La Hầu độc phán chẳng hóa ra là những cái tên giống hay sao? Quả là ăn nói lớn lối. Tiếng nói vừa dứt thì quỷ ảnh từ Cao Thiết Sơn đã nhanh nhẹn lướt ra như một luồng gió. Đông Phương Hiểu Bạch cất tiếng hừ lạnh lẽo rồi đưa trường phải quét ngang qua. Cao Thiết Sơn lách mình tránh ngang rồi tràn tới bên cạnh Đông Phương Hiểu Bạch, đưa tay phải chặt vào đối phương hết sức nhanh nhẹn. Đông Phương Hiểu Bạch vừa nhìn qua đã nhận ra ngay đối phương chính là Cao Thiết Sơn nên lập tức có ý muốn giết chết hắn. Vì thế trường vừa rồi của ông ta chỉ là hư trường, và khi Cao Thiết Sơn vừa lách mình tránh đi thì thân người của Đông Phương Hiểu Bạch cũng lao theo ngay, rồi nhanh nhẹn đánh thẳng vào lưng y một trường hết sức lực. Khi trường lực vừa chạm vào người đối phương thì quỷ ảnh từ Cao Thiết Sơn liền nhanh như chớp nhảy lùi về phía sau. Nhưng khi hắn vừa đứng yên lại thì sắc mặt đã biến đổi một cách thảm hại, lão đảo hai lượt rồi té sấp xuống đất, máu bầm từ miệng trào ra như suối. Đào Như Hải trông thấy thế hết sức kinh hoàng. Thì ra Cao Thiết Sơn có ác tâm nên đã vận dụng thất độc công lực trong toàn thân tập trung vào trường trái, định đánh ra một thế võ là giết ngay được Đông Phương Hiểu Bạch. Nào ngờ Đông Phương Hiểu Bạch tài nghệ cao cường hơn y một bậc, hơn nữa lão cũng tập trung hết sức lực đánh ra một đòn đó nên thất độc công lực của Cao Thiết Sơn bị hất ngược trở về, khiến máu huyết trong người y bị cuồng loạn và tràn vào tàng phủ. Cao Thiết Sơn hại người không được mà trái lại còn rước họa vào thân, đấy âu cũng là quả báo nhãn tiền nên hắn mới bị chết một cách thảm thiết. Đông Phương Hiểu Bạch tuy đánh chết được quỷ ảnh từ Cao Thiết Sơn nhưng chân lực trong người cũng bị hao hụt rất nhiều, máu huyết trong người đảo lộn, sắc mặt trở thành trắng nhợt như một tờ giấy trắng. Truy hồn ác khách Đông Phương Hiểu Tinh biết em mình bị nội thương khá nặng nên không khỏi cau đôi mày, nhanh nhẹn tràn tới che chắn cho em, rồi cười nhạt nói. Đào lão sư, bọn chúng đều là phường vô danh tiểu tốt, hà tất phải xua chúng ra chịu chết làm gì như thế chứ? Đào Như Hải lúc ấy sắc mặt tràn đầy sát khí, cũng cười nhạt nói. Đào mỗ không còn khoan dung nhân đạo được nữa, mời. Bỗng đâu lúc ấy có nhiều bóng người cùng ùa tới, chính là bọn người vô tình tú sĩ. Đào Như Hải vừa đưa mắt nhìn thì không khỏi kinh hãi, thầm kêu khổ trong lòng. Ánh bình minh đã ló dạng nên thấy rõ sắc mặt của bọn người vô tình tú sĩ đều lạnh lùng như băng giá, nhìn chòng chọc vào Đào Như Hải. Thiên Tàn Tinh Tả Phi Long nhìn vô tình tú sĩ hỏi. Lão ta có phải là Đào Như Hải đấy không? Vô tình tú sĩ gật đầu nói. Đúng thế, chính là lão ta đó. Đôi mày trổi xuề của Tả Phi Long nhướng lên, lão quát hỏi. Này Đào Như Hải, còn Lê Kim Hành đâu rồi?
Đào Như Hải nghe qua không khỏi giật mình và đang định lên tiếng trả lời thì bỗng nghe có giọng nói nhỏ như muỗi kêu vọng vào tai. Đào huynh, bọn người này đều cho rằng pho Hàn Thiết Quan Âm là do ông anh đang cất giữ, vậy nếu không diệt trừ chúng đi thì hậu hoạn khó mà lường được. Giữa lúc lộn xộn, Đào Như Hải không thể nào phân biệt được tiếng nói ấy là của ai. Nhưng thuật truyền âm ấy nếu không phải là người có võ công cao cường thì nhất quyết không thể làm được. Lão ta không biết đó là bạn hay thù, nên nhất thời không khỏi đứng thừ người ra. Tả Phi Long trông thấy thái độ của Đào Như Hải thì lại tưởng là lão ta khinh thường mình nên tức giận bừng bừng, vung song trường đánh mạnh một đòn ra. Đào Như Hải bỗng thấy đối phương đánh mình thì cũng không kìm được cơn giận, vung song trường đánh ra. Trường của lão mạnh mẽ, khí thế muốn xô bạc cả núi đồi, bên trong lại kèm theo 9 mũi độc châm, mắt thường khó mà nhìn thấy rõ. Ầm một tiếng thực lớn, Tả Phi Long lảo đảo, y cảm thấy 9 đại huyệt trên người đều tê buốt, gào lên một tiếng lớn rồi tay chân mềm nhũn, té lăn quay ra đất chết luôn. Địa sát tinh trung Trấn Cang trông thấy nghĩa huynh bị chết thảm thì gào lên một tiếng nhanh như trước sông tới Đào Như Hải, bất kể sống chết đánh ra liên tiếp 7-8 trường. Thế trường nào cũng mạnh mẽ như búa bổ, kình phong giấy đồng ầm ầm. Thôi Mạng Vô Thường Viên Tông Nam, Minh Phù Diêm Quân Kha Dục, Mê Dương Xà Nữ Thôi Nhân Nhân cũng đều ùa tới tấn công Đào Như Hải. Tiếp đó Vô Tình Tú Sĩ, Huyền Băng Lão Mị, Bắc Quốc Song Ma và Lão Già Quái Dị cũng gia nhập cuộc chiến. Cuộc xô sát này thật vô cùng ác liệt, quyền trường chỉ phong rít ầm ầm, cát đá bay tung mù mịt. Những gốc thông to bằng miệng bát chung quanh đấy cũng bị gãy rụng và cuốn thẳng lên không, trông vô cùng rùng rợn. Thần Châu Song Sát nhanh nhẹn nhảy lùi về phía sau đứng nhìn, không tham gia cuộc chiến. Bỗng Đào Như Hải cất tiếng hú dài rồi vọt người bay thẳng lên cao, thân hình còn đang lơ lửng thì trong tay lão đã vọt ra một thanh kim đao, vung nhanh lên một lượt, ánh thép sáng lóa cả một vùng, biến thành vô số điểm bạc từ trên cao cuốn thẳng xuống. Nghe, hừ, một tiếng khô khan, Thôi Mạng Vô Thường Viên Tông Nam đã té lăn quay ra đất, trước ngực thủng 7 lỗ, máu trào ra như suối. Lũ yêu tà trông thấy thế thì vừa kinh hãi vừa tức giận, càng nổi cơn điên ùa vào Đào Như Hải tấn công bất kể sống chết. Đào Như Hải siết chặt lưỡi kim đao trong tay, tung hoành như một con rồng đang nổi cơn thịnh nộ giữa biển khơi. Ánh thép chiếu ngời khắp nơi, sao bạc chập chờn đây đó, thân hình của lão thoát ẩn thoát hiện. Lại một tiếng, soạt vang lên, một phần tay áo rồng của Huyền Băng Lão Mị bị đứt lìa, bay tung lên trời, cánh tay phải của lão ta cũng bị mũi đao rạch một đường dài 5 tấc. Đao pháp của Đào Như Hải quá ư lợi hại khiến cho bọn yêu tà bị đẩy lùi về sau 3 bước. Đào Như Hải vẫn đứng giữa vòng vây với lưỡi kim đao đưa ngang trước ngực, mũi đao rung rung ngân lên những tiếng dài không ngớt. Đôi mắt của lão già quái dị trở nên hết sức âm u, lão lạnh lùng nhìn thẳng vào Đào Như Hải quát rằng: "Đao pháp mà ngươi đang sử dụng có phải là Thiên Khu Cửu Thức đó không?" Đào Như Hải cười ngất như điên cuồng nói: "Nếu Đào mỗ thực sự đã lấy được pho Hàn Thiết Quan Âm, rèn luyện được Thiên Khu Cửu Thức thì nãy giờ các ngươi đã mất mạng từ lâu rồi." Lão già quái dị lại quát lên: "Không hẳn là thế." Đào Như Hải nói: "Các hạ có lẽ là sư thúc của Hàn Băng lão sư, Hàn Phách lão nhân phải không?" Hàn Phách lão nhân gằn giọng nói: "Ngươi còn biết được tên ta thì thực là quý hóa, nếu ta sử dụng Hàn Phách thần công thì e rằng ngươi đã chết từ lâu rồi." Đào Như Hải cười ha hả nói: "Đào mỗ chính là đang muốn được thử Hàn Phách thần công xem nó có lợi hại như lời đồn từ trước đến nay hay không đây. Nhưng chỉ e rằng nó không hạ nổi Đào mỗ." Hàn Phách lão nhân hết sức tức giận quát to: "Xin các vị hãy bước tránh xa một đường tên cho." Lũ yêu tà nghe thấy thế liền nhanh nhẹn nhảy lùi về phía sau. Trong khi đó Thần Châu Song Sát đã bỏ đi đâu mất dạng. Giữa lúc Đào Như Hải và Hàn Phách lão nhân đang dìm nhau thì Vô Tình Tú Sĩ đã nhận định được sơ hở trong đao pháp của Đào Như Hải nên sầm sì bàn tán với đồng bọn phải dùng chiêu nào để diệt trừ y. Vô Tình Tú Sĩ là một trong vũ nội bát kỳ, tài trí hơn người, trí nhớ lại siêu việt, không ai sánh kịp. Huyền Băng Lão Mì vừa bị thua một đường kiếm, cảm thấy vô cùng nhục nhã, căm tức hận không thể đánh tan xương thịt của Đào Như Hải ra.
Nam Thiên Ngũ Hung bị mất hai nên hiện giờ có mối thù không đội trời chung với Đào Như Hải, nhưng còn kiêng sợ đao pháp biến ảo của y nên chưa dám ra tay. Hàn Phách lão nhân tức giận tràn hông, râu tóc đều dựng đứng cả lên, vận dụng toàn thể chân lực chuẩn bị tấn công. Riêng Đào Như Hải thì dựng đứng lưỡi dao lên, chiếu lập lòe ánh thép và chập chờn sao bạc. Toàn thể bọn người Vô Tình Tú Sĩ ai đứng theo phương vị nấy, tập trung tinh thần thủ thế chờ đợi. Mỗi người đều sẵn sàng sử dụng võ công tuyệt học của mình, cũng như những ám khí vô cùng lợi hại mà chỉ riêng họ mới có. Ánh chiều dương đang nhô lên tại chân trời phía đông, màu vàng chói lọi, muôn ngàn đợt sóng bạc trên mặt Thái Hồ mênh mông phản chiếu ánh sang lên tận đỉnh Thiên Bình Sơn, làm cho ai nấy hoa cả mắt. Bỗng Hàn Phách lão nhân hừ to rồi vung cả hai tay áo lên. Đào Như Hải vội nhún mình vọt lên cao ba thước, vung mạnh cánh tay ra. Ánh thép lạnh ngắt chói lòa khắp nơi, lưỡi đao vút qua đến đâu sao bạc lập lòe đến đó. Minh Phù Diêm Quân Kha Dục vung tay ném ra một nắm ám khí, tỏa khói đen mù mịt hôi tanh nồng nặc. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa rung chuyển cả núi đồi, khói đen cuồn cuộn, hơi lạnh thấu xương thì nghe mấy tiếng hừ khô khan, rồi tất cả im lặng như cũ. Vòng khói đen bị ngọn gió to từ mặt hồ thổi đến bay tan dần rồi trở nên nhợt nhạt. Cảnh vận ở đỉnh Thiên Bình Sơn đã có ít nhiều thay đổi, lũ yêu tà đã biến đi đâu mất dạng, chỉ còn lại hai cái xác chết của Tả Phi Long và Viên Tông Nam đang bị băng tuyết đóng long lánh như pha lê và máu tươi lốm đốm mà thôi. Cỏ non khắp vùng cũng bị phủ lên một lớp sương lạnh trắng toát, những cành thông cành đấy cũng tương tự, nước nhỏ xuống tong tỏng. Chung quanh hơi lạnh tràn ngập thoang thoảng mùi hôi tanh khiến ai ngửi cũng phải buồn nôn. Ánh thái dương chiếu rọi khắp nơi, cánh rừng xung quanh đang lộ màu xanh tươi mơn mởn. Địa chỉ cũ của Quân Hoa Cung trước kia của Ngô Vương, trước kia mái ngói cong san sát, lâu đài thủy tạ mọc khắp nơi thì bây giờ chỉ còn lại một đống gạch vụn đổ nát, đâu đâu cũng thấy một màu thê lương tan tác. Nơi một bức vách tường sụp đổ có một lão già áo đen đang ngồi xếp bằng nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt trông chẳng khác nào một vị tăng nhân đang ngồi nhập định. Qua một lúc khá lâu sắc mặt của lão ta mới thoáng hiện màu máu tươi, lồng ngực không ngớt nhấp nhô có vẻ mệt nhọc lắm. Lão già ấy chính là hồ trưởng Kim Đao Đào Như Hải. Lão từ từ mở đôi mắt ra, chiếu ngời hai tia sáng trông thật khủng khiếp rồi thở phì một hơi dài nhẹ nhõm. Cách đấy chẳng bao xa bỗng có tiếng bước chân thật khẽ, làm cho Đào Như Hải không khỏi kinh hoàng, đưa mắt về hướng có tiếng động quát to. Tai thế! Tiếng quát của lão ta rền như sấm nổ khiến ai nghe lọt vào tai cũng phải kinh hoàng. Liền lúc đó có một giọng lạnh lùng đáp lại. Chính tôi đây. Câu nói vừa dứt tức thì có một bóng người bay thoát đến trước mặt Đào Như Hải, bóng người ấy gầy cao, trên lưng có dắt một thanh trường kiếm. Đào Như Hải đứng phát dậy đưa mắt nhìn đăm đăm vào đối phương, lão nhận ra người đó chính là Châu Nhân Ký. Châu Nhân Ký không ngừng đưa mắt nhìn khắp từ đầu đến chân Đào Như Hải, hắn chẳng nói gì cả. Đào Như Hải giả bộ cất giọng lạnh lùng hỏi. Ngươi là ai? Tài hạ là Châu Nhân Ký. Nói đến đây, Châu Nhân Ký dừng lại trong giây lát, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói tiếp. Tôn giá đây có lẽ là vì lão tiền bối mà Tài hạ đã có dịp gặp tại Hương Khẩu Trấn một lần đấy chăng? Đào Như Hải không khỏi kinh ngạc và cũng không khỏi luống cuống, lão thừa nhận thì cảm thấy không hay, nhưng không thừa nhận cũng không được. Trong lòng lão ta không khỏi lấy làm lạ tại sao Châu Nhân Ký lại nhận ra mình. Cuối cùng lão lắc đầu nói. Lão phu không hề biết mặt ngươi, mà cũng chưa hề đến Hương Khẩu Trấn bao giờ. Châu Nhân Ký nghe thế thì đôi mắt lộ sắc buồn bã nói. Nếu chẳng phải thì tại hạ thực là thất lễ quá. Nói đoạn y từ từ quay người lại bước đi. Đào Như Hải như sực nhớ ra điều gì, to tiếng gọi. Chậm đã, lão phu có điều này muốn hỏi. Châu Nhân Ký quay mặt lại nói. Tôn giá nếu có điều gì xin nói nhanh nhanh, vì tài hạ còn vội đi tìm người nữa. Đào Như Hải cười nhạt nói. Lão đệ là người mới nổi danh trong võ lâm, tên tuổi vang dội cả hai miền Nam Bắc sông Trường Giang, gặp được thật quý hóa vô cùng. Chẳng hay lão đệ muốn tìm ai thế?
Lão Phu cũng quen biết không ít nhân vật võ lâm, biết đâu khi lão đệ nói cho lão Phu nghe thì lão Phu có thể giúp được gì chăng? Châu Nhân Ký tỏ vẻ trầm ngâm trong giây lát nói. Tài hạ đang muốn tìm một vị tiền bối có ngoại hiệu là Hồ Trưởng Kim Đao Đào Như Hải. Lão tiền bối ấy tên tuổi dung truyền cả võ lâm, khắp vùng Thần Châu không ai là không biết. Tôn giá chắc cũng nghe đến danh hiệu của ông ấy rồi, nhưng chắc tôn giá không biết tung tích của ông ấy rồi. Đào Như Hải không khỏi giật nảy người, sắc mặt biến đổi nói. Thì ra là ông ấy. Đôi mắt của lão ta vừa chiếu ra những tia sáng lạ lùng, rồi nói tiếp. Người lão đệ gặp ở Hương Khẩu Trấn là Đào Như Hải sao? Châu Nhân Ký đáp. Rất khó xác nhận, vì từ đầu đến cuối lão tiền bối ấy chẳng hề cho biết danh hiệu thực cũng như lai lịch của mình. Đào Như Hải hỏi tiếp. Thế tại sao lão đệ lại biết đó chính là Đào Như Hải? Châu Nhân Ký gượng cười nói. Đấy chỉ là do sự phán đoán của tài hạ, vì ngoài ông ấy ra thì chẳng còn ai nữa. Đào Như Hải ngạc nhiên nói. Tại sao thế? Châu Nhân Ký đáp. Vì kẻ khác thì không làm sao có được một trình độ võ học cao cường tuyệt đỉnh như vậy. Đào Như Hải cất tiếng cười ha hà nói. Hồ Trưởng Kim Đao Đào Như Hải là người lòng dạ ác độc, tánh tình xào quyệt thâm hiểm, tất cả nhân vật chính phái đều nguyền rủa và có ý diệt trừ, thế tại sao lão đệ lại tỏ ra tôn kính như thế? Châu Nhân Ký cười nhạt nói. Giữa cái thiện và cái ác chỉ là đường tơ kẽ tóc, hơn nữa chuyện phải trái trong võ lâm thực khó bề xét đoán, mà chỉ chờ đợi đến khi con người nằm yên trong áo quan rồi thì mới có thể nhận định được, vậy tài hạ nào dám phỉ báng người ta bừa bãi. Đào Như Hải gật đầu nói. Tung tích của lão ta chỉ có một mình lão phu được biết, nhưng vì lẽ gì mà lão đệ lại muốn gặp lão ta gấp rút như vậy? Sắc mặt của Châu Nhân Ký lộ vẻ kinh ngạc đáp rằng. Ba hôm trước đây tại hạ có gặp một vị cao nhân trong võ lâm, và vị này có đưa một phong thơ mật bảo tìm cách trao đến cho Đào Như Hải lão tiền bối. Vị cao nhân ấy đã dặn dò là không được làm mất phong thơ này, đồng thời còn chỉ điểm cho tài hạ là cứ tìm xung quanh Thái Hồ tất sẽ gặp Đào Như Hải lão tiền bối. Đào Như Hải cau mày hỏi. Có thực thế không? Hãy đưa phong thơ mật ấy cho lão phu xem thử. Châu Nhân Ký lộ vẻ luống cuống, lắc đầu nói. Tài hạ cần phải trao tận tay Đào Như Hải lão tiền bối, xin ông hãy chỉ dùng đường đi nước bước, tài hạ vô cùng cảm ơn. Đào Như Hải nói. Lão Phu chính là Đào Như Hải đây. Trong ý nghĩ của Đào Như Hải thì bất luận lời nói ấy của Châu Nhân Ký là thật hay giả, hoặc có âm mưu gì bên trong thì lão tự tin rằng cũng có thể đối phó được. Do đó lão mới đánh bảo nhìn nhận như vậy. Nếu lão thấy ra Châu Nhân Ký có gì gian trá thì sẽ xuống tay giết ngay. Châu Nhân Ký lộ vẻ kinh ngạc nói. Nếu vậy người mà tài hạ được gặp tại Hương Khẩu Trấn chẳng phải là... Đào Như Hải ngắt lời. Lão đệ không tin lão phu chính là Đào Như Hải hay sao? Nói đoạn lão vung tay lên, sau một tiếng cách đã siết chặt lưỡi kim đao trong tay rồi nói. Nghe nói rằng kiếm pháp của lão đệ rất cao cường. Châu Nhân Ký không chờ lão nói hết câu, vội vàng khoát tay nói. Chẳng cần phải làm như thế đâu. Tài hạ tin lời nói của tôn giá là được rồi. Và lại nếu tôn giá không phải là Đào Như Hải thì phong thư này cũng hoàn toàn vô dụng với tôn giá mà thôi. Vừa nói y vừa nhìn Đào Như Hải một lượt rồi rút trong tay áo ra một phong thư đưa sang. Đào Như Hải không vội cầm lấy phong thư mà đưa mắt nhìn vào dòng chữ đề bên ngoài trước. Lão ta thấy mấy chữ bay bướm đề rõ ràng thân gửi Đào Như Hải huynh. Nét bút ấy hoàn toàn y hệt với nét bút đã viết tại gốc tùng lớn trước cửa Phúc Thọ Am trước đây. Bởi thế lão không khỏi biến sắc, năm ngón tay run run nhận lấy phong thư, tâm trạng cũng không khỏi nặng nề như có một phiến đá đè nặng lên. Tất cả những cử chỉ và thái độ ấy không lọt qua được cặp mắt của Châu Nhân Ký khiến gã thấy rất tức cười. Đào Như Hải xé phong bì thò tay vào trong lấy ra một cánh thơ dày đặc những chữ. Bức thư viết rằng, trước đây tài hạ có lưu bút tích trên một cột tùng lớn ở trước của Phúc Thọ Am, tin rằng các hạ của đã xem qua và hiểu được mọi lẽ. Thê nhi của các hạ đến nay vẫn bình an vô sự.
Nhưng vừa rồi thân thủ báo ứng Lỗ Công Hành bất ngờ viếng thăm Tệ Xá, nhìn thấy sự hiện diện của họ nên không khỏi nhớ lại mối thù xưa và định sẽ xuống tay sát hại để thanh toán mối hận cũ. Tài Hà thấy vậy đã cố gắng khuyên giải hơn thiệt và không cho ông ấy xúc phạm đến thê nhi của các hạ, vì thế mà thân thủ báo ứng Lỗ Công Hành không thể làm gì khác hơn được. Kỳ hạn một tháng nay đã sắp hết rồi. Vậy mong tôn giá vì sự an nguy của tôn thất và lệnh ái mà mau thanh toán mọi ân thù, kẻo quá muộn ăn năn không kịp nữa. Bên dưới phong thư không ký tên ai cả mà chỉ vẽ một cái hình đầu quỷ trông hết sức ghê rợn mà thôi. Sắc mặt của Đào Như Hải lạnh lùng như băng, xếp ký phong thư cất vào áo. Châu Nhân Ký chờ khi Đào Như Hải vừa thò tay vào áo thì sắc mặt bất chợt thay đổi, gã quát to. Lão tặc tiên sư là Tuyển Cơ Tử có phải bị chết dưới tay của ngươi không? Câu nói vừa dứt thì y đã phi thân vọt thẳng lên không rồi nhào lộn đầu trở xuống, tuốt lưỡi trường kiếm ra, vung thành một chuỗi sao bạc sáng ngời, từ trên cao giáng xuống đầu của Đào Như Hải. Võ công của Đào Như Hải đã đến mức cao cường tuyệt đỉnh nên trong khi ngọn gió vừa rít lên thì lão đã nhanh nhẹn lách mình nhảy ngang ra ngoài một trường, đồng thời vung nhanh trường phải ra. Tức thì một luồng kình phong cuốn thẳng về phía Châu Nhân Ký, mang theo 7 mũi bạch hổ đinh và 13 mũi tam tuyệt phách hồn châm rít gió nghe vèo vèo. Châu Nhân Ký đánh hụt thế kiếm rơi vào khoảng không, thân hình từ trên cao rơi nhẹ xuống đất. Y hoàn toàn không ngờ rằng mình đang rơi vào một tình thế vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, vì hành động của đôi bên đều quá nhanh nên chẳng còn đủ thời giờ cho y lách trách, y đành liều màng dùng thế phong quyền lạc hoa. Vung lưỡi kiếm thành một bức màn dày đặc đỡ thẳng vào thế công của đối phương. Ngờ đâu luồng kình phong quá mạnh đã hất bay vầng kiếm quang của Châu Nhân Ký, những món ám khí tuyệt độc thì vẫn vèo vèo bay tới, nhằm vào 20 huyệt đạo quan trọng trên khắp người của y. Giữa lúc những mũi ám khí chỉ còn cách người Châu Nhân Ký trong gang tấc và màng sống của y đang như chỉ mảnh treo chuông, thì bất ngờ có một luồng kình phong mạnh mẽ vô song không biết từ đâu cuốn thẳng tới thổi bạt chúng đi nơi khác. Thân hình của Châu Nhân Ký cũng bị hất ra xa 7-8 trượng. Đào Như Hải cảm thấy thân hình bị rung chuyển mạnh, lão còn đang thắc mắc thì từ phía sau có một dòng cười lạnh lùng vòng ra, đồng thời có một dòng nói. Lão tặc, chính ngươi lo cho mình còn chưa xong, vậy mà còn dám ra tay hạ sát kẻ khác ư? Câu nói vừa lọt vào tai thì Đào Như Hải không khỏi nổi da gà, lão nhanh nhẹn xoay người lại, nhận ra đó là một chàng thiếu niên che mặt chính là người đã xuất hiện ngăn chặn lão ta không cho sát hại Cửu Long giáo chủ. Chàng thiếu niên này đã làm cho Đào Như Hải có thêm một mối lo nghĩ băn khoăn, ngủ không yên giấc. Giờ đây là gặp mặt thì lão không kinh hoàng sao được. Điều làm cho lão sợ nhất chính là viên phích lịch lôi hỏa đạn, một hung vật độc đáo riêng của thế ngoại nhất tà phích lịch chân quân, một ma đầu khét tiếng cách đây 100 năm mà chàng thiếu niên này đang giữ trong túi áo. Viên lôi hỏa châu ấy nếu mang ra sử dụng thì cả một vùng chừng mười mấy trường vuông cũng bị sức nổ của nó hủy diệt tất cả, người có võ công cao cường đến đâu cũng chống không nổi. Vì thế lão bất giác thối lui một bước, đôi mắt sáng ngời như điện quát to. Lại là ngươi? Chàng thiếu niên ung dung đáp. Đúng thế, chính ta đây. Đào Như Hải nói. Tôn giá nếu quả đúng là môn đồ kế nghiệp của phích lịch chân quân thì hà tất phải che giấu chân diện mục như thế. Chàng thiếu niên che mặt cười ha hả, nói. Ta chẳng phải là kẻ đối đầu, mà cũng chẳng có thù oán chi với các hạ, nếu để lộ chân tướng chẳng hóa ra thừa sao. Ta có lời khuyên tốt nhất các hạ nên dẹp bỏ lòng dạ ác độc chân thành hối cải, hiện nay vẫn chưa muộn. Trái lại chờ đến khi đại họa lâm đầu thì dù có hối cũng không còn kịp đâu. Vừa nói y vừa đưa cao cánh tay lên, lắc qua mấy lượt. Đào Như Hải thấy rõ giữa ba ngón tay của y có một viên đàn tròn, to cỡ hạt đào, màu tía lóng lánh. Lão vừa nhìn qua thì đã hồn phi phách tán, đôi chân nhún mạnh vọt người bay thẳng ra xa. Lướt nhanh như điện chớp chỉ trong phút chốc đã mất hút. Châu Nhân Ký đang đứng cách xa đấy ngoài một trường bỗng kêu to lên. Thiếu hiệp sao lại để cho lão tặc ấy chạy vụt đi. Thả cọp về rừng rồi nó sẽ gây đại hỏa. Chàng thiếu niên che mặt đưa tay lên gỡ vuông khăn che mặt xuống thì ra đó chính là Tiêu Tông Kiệt. Chàng nhướng cao đôi mày cười to nói.
Châu huynh xin đừng quá nóng nảy. Lão tặc ấy không phải tầm thường. Tài hạ không tin rằng mình có thể thủ thắng được trong một thế đánh, nhưng lưới trời lồng lồng thưa mà khó lọt, sẽ có một ngày lão ta phải chịu đền tội mà thôi. Châu nhân ký cất tiếng than. Lão ta chạy vốn đi như vậy, rồi đây trong giang hồ sẽ phải có thêm không biết bao nhiêu là oan hồn uổng tử nữa. Tiêu Tông Kiệt nói. Lão ta không chạy vốn đi được đâu, xin châu huynh hãy an lòng. Tài hạ nhất định tìm cách bắt buộc tên lão tặc ấy phải nhìn nhận mọi tội lỗi của mình, để châu huynh được toại nguyện, và cũng để cho lĩnh sư được ngậm cười nơi chín suối. Nói đến đây, chàng dừng lại trong giây lát rồi tiếp rằng. Xin châu huynh hãy trở về trước, hiện giờ tài hạ còn có một việc gấp cần làm, khi xong xuôi tài hạ sẽ trở về ngay. Nói đoạn hai người chia tay, mạnh ai nấy lướt đi. Mặt trời nóng bỏng như lửa khiến không khí khắp nơi đang hết sức oi bức. Đào Như Hải đang tiếp tục lướt đi trên một con đường núi. Trong một khu rừng dày đặc có một gian nhà to ẩn hiện giữa nhành lá đang lay động theo chiều gió. Chung quanh gian nhà này có rất nhiều tùng bách cổ thụ mọc vây quanh, nhánh nhóc cong vòng che dập trời, bóng râm mát mẻ, tiếng ve sâu kêu dịu dặt khắp ngọn cây. Nơi này không khí không oi bức như mùa hạ mà đâu đâu cũng có gió thổi phe phẩy mát dịu. Đào Như Hải lướt tới bên ngoài gian nhà to lớn ấy thì không khỏi giật mình, dừng chân đưa mắt nhìn khắp bốn bên thầm nghĩ. Chung quanh đây có rất nhiều trạm canh bí mật, thế tại sao lại chẳng thấy động tĩnh gì cả? Chẳng lẽ chúng nó lại bị hạ độc thủ hết rồi sao? Những nghi ngờ trong lòng lão hóa ra hoàn toàn đúng với sự thật. Lão đã nhìn thấy ở cánh rừng tùng cách đấy không xa có ba xác chết đang nằm lăn trên đất. Lão vội lao người đến đấy. Ba xác chết ấy đều bị vỡ sọ, máu óc bắn ra tứ tung, chứng tỏ số nạn nhân này đã bị đối phương dùng một thủ pháp mạnh để hạ sát, nên cảnh tượng chết chóc của họ trông mới ghê rợn đến như vậy. Đào Như Hải trông thấy thế thì biết sự việc không hay, lão nhanh nhẹn vọt thẳng người nhắm hướng căn nhà lao vút tới. Ở trong nhà là một cảnh tượng thảm khốc, Lê Kim Hành nằm chết bên góc tường, đôi mắt đã bị kẻ địch móc mất, chỉ còn lại hai lỗ sâu hoắm đầy máu bầm, trước trán bị đánh vỡ một đường to, lồng ngực cũng bị vỡ toang, quả tim bị móc mất, tạng phủ đổ cả ra ngoài. Trước cái chết ghê rợn của Lê Kim Hành, dù cho Đào Như Hải là con người khét tiếng tàn ác cũng không khỏi kinh hoàng biến sắc. Khắp trong căn nhà đâu đâu cũng có xác chết nằm la liệt trong hết sức khủng khiếp, tất cả những cao thủ chính phái mà họ giam giữ cũng đều được giải thoát rồi, chỉ còn Đào Như Hải được sống sót, còn thì ngay đến một con gà, con chó cũng bị đối phương giết sạch tất cả. Đào Như Hải giận đến râu tóc dựng đứng, hai mắt lộ tia sáng ghê rợn, lẩm bẩm. Quả là một lũ người hết sức ác độc, lão phu nếu không trả được mối thù này thì quyết không chịu ngồi yên. Bỗng ngay lúc đó có một chuỗi cười lạnh lùng bay theo gió vòng đến. Việc đó e còn khó hơn lên trời đấy. Đào Như Hải biến hẳn sắc mặt, lão lao người ra vung trường đánh thẳng về hướng có tiếng nói quát to. Lũ chuột muốn tìm lấy cái chết mà. Trường lực của lão ta hết sức mạnh mẽ cuốn tới như chiều dâng, một gốc cây to bị trường lực đánh gãy lìa, nhành lá tung bay đầy trời, cát bụi mịt mù đây đó trông hết sức ghê rợn. Nhưng giọng nói khi nãy lại từ phía sau của lão ta vọng lên. Đào Như Hải tức giận chỉ có hại cho tấm thân mình mà thôi, chẳng ích lợi gì trong việc đối phó với những chuyện này đâu. Mau tìm hiểu số người kia tại sao mà chết, như thế ông sẽ biết lời nói của ta không ngoa chút nào cả. Đào Như Hải khựng người lại hỏi. Tôn giá là ai? Nhưng chung quanh vẫn im lặng như một cõi chết, chẳng hề nghe một câu trả lời nào, chứng tỏ đối phương đã bỏ đi từ lúc nào rồi. Đào Như Hải chỉ còn biết trơ trơ tức giận xuông một mình, mặt tái xanh như chàm, chẳng thể làm gì hơn được. Liền đó lão bèn xem xét kỹ lại từng xác chết và không khỏi rùng mình liên tiếp. Sự xúc động của lão từ trước đến nay chưa hề có, lão có cảm giác cả trời cao đang sụp xuống đè lên lão. Thì ra tất cả số người kia đều trúng ngũ vân xà đầu đinh, chứng tỏ Lỗ Công Hành thực sự chưa chết.
Lão là người xét đoán nhanh nhẹn, nên đoán rằng Hòa Long Cốc chủ Đồng Hải Xuyên cũng như thân thủ báo ứng Lỗ Công Hành và một số đại địch khác sở dĩ chưa ra mặt đối kháng với lão là vì bọn họ chưa biết rõ tung tích của pho Hàn Thiết Quan Âm, nên mới diệt trừ bọn thủ hạ của lão trước, khiến lão bị cô thế, không còn xoay sở được mà bắt buộc phải tự động dâng pho Hàn Thiết Quan Âm cho đối phương. Như thế Đào Như Hải không khỏi cười nhạt, lão nghĩ thầm. Lão phu nhất định không cho bọn mi được toại nguyện mà phải làm cho bọn mi chết thảm thì mới hạ được cơn giận của phu hôm nay. Nhưng lão lại nghĩ đến hoàn cảnh của Thê Nhi, cùng với bọn người đối địch ai cũng có võ công cao cường, tài trí vô song, rồi bỗng cảm thấy cùng đường mạt lộ, hết sức bi quan. Liền đó, sắc mặt của lão lại biến đổi, thoáng hiện một làn sát khí, rồi dùng thế thần long cửu tiêu trong nháy mắt đã lướt đi mất hút. Trong gian nhà to bỗng có mấy bóng người xuất hiện, phi thân nhắm hướng Đào Như Hải đuổi theo như gió cuốn. Bóng tịch dương đã ngã về tây, hoàng hôn trùm kín cả vũ trụ. Trên mặt thái hồ sóng nước đang phản chiếu ánh sáng rực rỡ của buổi chiều tà. Những con nhàn trắng bay lượn đó đây, những cánh buồm căng gió nhấp nhô xa gần càng làm cho cảnh sắc thêm ngoạn mục, ai nhìn thấy cũng cảm thấy thư thái trong lòng. Giữa sóng nước mênh mông bỗng xuất hiện một cánh thuyền con, bập bềnh trôi theo ngọn sóng, khi ẩn khi hiện. Trên chiếc thuyền ấy, Vô Tình Tú Sĩ đang nhắm nghiền đôi mắt, sắc mặt tái lợt. Lão ta đã ngồi trên cái thuyền không ngớt nhấp nhô này suốt một ngày qua. Trận xô xát trên Thiên Bình Sơn tuy lão ta may mắn thoát chết nhưng đã bị trưởng lực và đao chiêu của Đào Như Hải làm cho nội thương nặng nề, phải bỏ chạy tháo thân. Lúc đó lão nhắm phía dưới vòng hồ đào buông mình rơi thẳng xuống, cũng may rơi vào một chiếc thuyền nhỏ bỏ trống, vội cắt dây cho chiếc thuyền trôi bập bềnh theo dòng nước Thái Hồ, rồi vận dùng chân lực điều hòa hơi thở lo việc điều trị nội thương. Ngoài ra đồng bọn của lão vận mạng như thế nào lão cũng chưa biết, nhưng đoán rằng họ cũng không hơn gì mình. Vì thế lão hết sức căm hận Đào Như Hải, và cũng hối hận là mình quá khinh địch tự phụ nên mới gặp một thất bại chua cay như thế. Giờ đây trên mặt hồ bỗng lại xuất hiện một chiếc thuyền con đang lướt nhanh như tên bắn. Người ngồi trong đó không ai khác hơn chính là Thiết Chỉ Thư Sinh Lữ Khư Mộ Bình. Hai chiếc thuyền sắp sửa lướt mặt nhau thì cả hai người trên thuyền đều nhận rõ mặt nhau, Thiết Chỉ Thư Sinh không khỏi ủa, lên một tiếng, nói. Chẳng phải là Vô Tình lão sư đó sao? Vô Tình Tú Sĩ tuy có sự chống đối ngầm với Thiết Chỉ Thư Sinh, nhưng sự giao thiệp của kẻ tiểu nhân thường nhắm vào những quyền lợi vật chất, vì thế ngoài mặt họ vẫn làm ra vẻ tương đắc, lão cười to đáp. Bạn cố chi thì ở đâu cũng có thể gặp nhau được cả. Quý hóa thay, quý hóa thay. Hai chiếc thuyền đã cập sát vào nhau nên Thiết Chỉ Thư Sinh đã trông thấy rõ thân hình tiểu tụy tơi tả của Vô Tình Tú Sĩ. Lão cũng là người gian xảo có tiếng nên vừa nghe qua tiếng cười có vẻ gượng gạo cùng dáng điệu xốc xếch của Vô Tình Tú Sĩ đã thầm đoán biết có chuyện không hay. Nhưng lão ta không ngờ rằng Vô Tình Tú Sĩ bị tơi tả như vậy là do Đào Như Hải mà ra, nên cười thầm, nghĩ bụng. Nhân vật tên tuổi như Vũ Nội Bát Kỳ tài nghệ cũng chỉ đến thế mà thôi, lão nhìn Vô Tình Tú Sĩ rồi làm ra vẻ kinh ngạc hỏi. Vô Tình lão sư, sao trông có vẻ thểu não thế? Vô Tình Tú Sĩ nghe qua gượng cười đáp. Vì nhất thời khinh địch nên mới ra nông nỗi này. Thiết Chỉ Thư Sinh cười nói. Còn có kẻ nào lại dám cả gan xúc phạm đến Vô Tình lão sư hay sao? Có lẽ kẻ ấy lai lịch cũng chẳng phải tầm thường đâu nhỉ. Giọng nói của y lộ rõ vẻ xiên xỏ, khinh miệt. Vô Tình Tú Sĩ tất nhiên nhận ra được điều đó, lão nóng mặt cười nhạt nói. Nếu Thiết Chỉ lão sư đánh nhau với hắn thì tin rằng tình trạng còn thê thảm hơn Lệ Mỗ. Thiết Chỉ Thư Sinh cười cười hỏi. Ai vậy? Vô Tình Tú Sĩ trầm giọng nói. Đào Như Hải. Sắc mặt của Thiết Chỉ Thư Sinh biến đổi ngay, lão nói. Lại là hắn. Con người ấy nếu không trừ đi thì thực không làm sao mà ăn ngon ngủ yên được. Trinh Tài Hà cũng bị lão làm cho điêu đứng đây. Vô Tình Tú Sĩ lạnh lùng nói. Có phải Thiết Chỉ lão sư muốn nói đến chuyện ở Phúc Thọ Am phải không? Thiết Chỉ Thư Sinh gật đầu nói. Nếu Vô Tình lão sư không chê thì trên thuyền Tài Hà có sẵn rượu thịt, lão sư qua đây ta cùng uống rượu, đồng thời bàn kế hoạch diệt trừ tên lão tặc ấy được không?
Vô tình tú sĩ vui vẻ nhận lời ngay. Lão ta gượng người nhảy qua thuyền của thiết chỉ thư sinh, nói. Tình hình hiện giờ nếu chúng ta hợp lực thì cả hai cùng có lợi, nếu không thì đảm bảo không thể tránh khỏi bị đào như hải dùng độc kế hạ từng người một. Việc xảy ra tại Phúc Thọ Am cũng như một hồi chuông báo động. Chẳng lẽ thiết chỉ lão sư không biết Châu Thiệu Khương chính là đào như hải cải trang hay sao? Thiết chỉ thư sinh nghe qua gượng cười nói. Châu Thiệu Khương và Tài Hà trước kia giao du rất thân mật, ngờ đâu lại bị đào như hải hạ độc thủ, rồi giả dạng y tìm đến Tài Hà. Vì vậy Tài Hà mới lầm mưu gian của lão tặc đó. Đến ngày nay mỗi khi nhớ lại Tài Hà đều nghiến răng căm hận. Sau đó thiết chỉ thư sinh lại hỏi vô tình tú sĩ tại sao lại đụng độ với đào như hải, mọi việc xảy ra thế nào. Vô tình tú sĩ cũng đem việc xô xát kể lại tỉ mỉ cho lão nghe. Thiết chỉ thư sinh nghe xong không khỏi kinh hãi, lão nói. Nếu không diệt trừ lão tặc đó thì có ngày chúng ta đều chết không có đất chôn thây. Nói đến đó sắc mặt của lão trở nên nghiêm nghị, đưa mắt nhìn thẳng vào vô tình tú sĩ, nói tiếp. Tài Hà giả vờ đi ngắm phong cảnh Thái Hồ thực chất là đang khổ tâm suy nghĩ tìm một kế hoạch đối phó với đào như hải. Tài Hà đã nghĩ kỹ rồi, nếu không lấy được pho hàn thiết quan âm cũng như giáng long kinh thì chắc chắn không còn đường nào có thể thực hiện được mục đích. Vô tình tú sĩ cười nhăn nhó nói. Việc ấy không dễ làm đâu. Thiết chỉ thư sinh bỗng quả quyết nói. Trên đời này không có việc gì khó, chỉ e lòng người sợ khó mà thôi. Theo lời đồn đái thì quỷ thủ thần ông Âu Dương Tuyền hiện đang ẩn cư tại một hòn đảo hoang nhỏ giữa Thái Hồ này, có lẽ vô tình lão sư vì phải tìm nơi vắng vẻ để trị nội thương nên không được biết. Tài Hà tin rằng chuyện đó là thực. Vô tình tú sĩ nói. Nếu nói thế thì việc đó chắc chắn Ngụy Hùng Hào cũng biết được. Chi bằng chúng ta đến Sơn Minh ở phía tây Đồng Đình bắt Ngụy Hùng Hào trước có phải hay hơn không? Thiết chỉ thư sinh gật đầu nói. Tài Hà cũng có ý nghĩ đó, nhưng vì đi một mình thì không khỏi cô thế, mà dắt một số đông theo lại sợ giang hồ chê cười ỷ đông hiếp yếu, nên vẫn còn do dự chưa biết phải làm sao. Vô tình tú sĩ cười nói. Tôi và ông nào phải người dễ bị trêu chọc ta cùng đến đó thôi. Thiết chỉ thư sinh thở dài nói. Nói thì nói thế nhưng nếu chúng ta có thể đến đó, thì đào như hải cũng có thể đi đến đó được, tình hình không dễ chịu đâu. Vô tình tú sĩ không khỏi ngơ ngác, cười nhạt nói. Thực không ngờ thiết chỉ thư sinh bị rắn cắn một lần mà 3 năm sau trông thấy sợi dây vẫn còn sợ. Thiết chỉ thư sinh đỏ mặt nói. Cũng phải đề phòng chứ. Nói đến đó y bỗng cất tiếng cười lớn, rồi nói tiếp. Vô tình lão sư hào khí ngất trời, làm cho Tài Hà cũng phấn chấn theo. Được anh em chúng ta cùng đi đến đó. Nói đoàn y quay mũi thuyền lại, nhắm phía tây Đồng Đình lướt tới. Một vầng trăng tròn đang treo lơ lửng trên trời cao, chiếu rọi ánh sáng vằng vặc xuống Thái Hồ làm cho mặt nước trong sáng như gương. Giữa khung cảnh trời cao lồng lộng, mặt nước nhấp nhô này thì ai cũng phải say đắm. Trên mặt hồ bỗng xuất hiện một chiếc thuyền lớn 3 buồm đang lướt nhanh. Trên thuyền gắn một chiếc đèn tỏa ánh sáng vàng nhợt nhạt, rọi thẳng vào chiếc thuyền nhỏ của vô tình tú sĩ và thiết chỉ thư sinh. Hai lão ác ma trông thấy thế không khỏi sửng sốt cùng đưa mắt nhìn lên. Trước mũi thuyền to có 3 bóng người đang đứng sát nhau. Người đứng chính giữa tay cầm một ngọn đèn soi thẳng vào thuyền của hai lão. Liền đó có một tiếng quát to như sấm. Tại thế, đêm khuya sao lại nhở nhơ trên mặt hồ làm gì? Vô tình tú sĩ cười nhạt nói. Ngụy Hùng Hào xem Thái Hồ này như là của riêng, thật khiến cho người ta tức cười quá. Một tiếng quát to lại vọng đến. Bằng hữu ăn nói hãy thận trọng. Câu nói chưa dứt thì vô tình tú sĩ đã nhắm chiếc thuyền to lao vút tới. Chân của lão chưa đứng vững trên thuyền thì tay phải đã nhanh như chớp vung trường đánh ra. Ôi chao! Cùng một lúc với tiếng kêu đó, gã đàn ông chính giữa đã bị lão đánh văng xuống nước. Gã đàn ông bên trái biến sắc, vung lưỡi đao thép lập lòe ánh sáng lên chém thẳng vào lão ta, đao thế hết sức mãnh liệt, rít gió nghe vèo vèo.
Vô tình tú sĩ nào coi đám thủy tặc ấy ra gì, lão lách mình tránh ngang rồi vung tay kẹp cứng lưỡi đao thép của đối phương. Trường trái tung mạnh ra đánh thẳng vào ngực của gã đàn ông ấy. Nghe phịch một cái, gã đàn ông bị trường lực trúng giữa ngực, xương cốt đều gãy nát, tâm mạch cũng vỡ, miệng trào máu tươi té ngửa chết ngay. Trong mui thuyền bỗng có một bóng người nhanh nhẹn lao ra quát to. Bằng hữu quả là người tâm địa ác độc, không làm sao buông tha cho ngươi được nữa rồi. Một thanh đoàn kiếm chiếu ngời ánh thép nhanh như chớp nhằm vào ngực của vô tình tú sĩ đâm thẳng tới. Vô tình tú sĩ hừ một tiếng, đứng yên không thèm nhúc nhích. Mũi kiếm của đối phương còn cách lão đồ một thước thì bỗng dừng lại, chừng ấy lão mới nhận thấy đối phương là một lão già gầy cao tuổi độ ngũ tuần, đôi mắt sáng quắc không ngớt nhìn chòng chọc vào mình như muốn đoán biết lai lịch đối phương. Lúc ấy thiết chỉ thư sinh cũng đã nhảy qua chiếc thuyền lớn, chắp tay ra sau lưng, đứng nhìn đôi bên đang thủ thế. Từ trong khoang thuyền có khoảng 10 tên thủy tặc nữa ùa ra, nhưng chúng đều khiếp sợ võ công của vô tình tú sĩ mà chỉ đứng vòng quanh, không dám ùa vào tấn công. Vô tình tú sĩ bỗng phá lên cười nói. Tại sao tôn giá chưa ra tay? Người kia sau khi nhìn rõ lai lịch của hai lão thì không khỏi dùng mình thu kiếm lại cất tiếng cười nói. Thực chẳng ngờ vô tình tú sĩ và thiết chỉ thư sinh, hai nhân vật tên tuổi lẫy lừng bốn biển mà lại đi gây sự đánh nhau với đám vô danh tiểu tốt. Tài hạ tự biết mình không địch nổi, bây giờ hai vị muốn chém muốn mổ thì tùy. Nhưng tài hạ không rõ vì lẽ gì mà hai vị lại đến đây gây sự như vậy. Vô tình tú sĩ cười gằn nói. Một lũ ngang tàng hống hách toàn là đáng chết. Lão già nghe qua không khỏi dùng mình luôn mấy lượt. Thiết chỉ thư sinh vội vàng nói. Đây chẳng qua chỉ là một sự hiểu lầm, thôi bỏ qua đi. Nhưng chúng tôi muốn gặp Ngụy Nương gia, tôn giá có thể đưa chúng tôi đến gặp được không? Lão già lộ vẻ sửng sốt nói. Nhị vị đến đây thực là rủi rồi, hồi sáng sớm nay Nương gia đã đi Kim Lăng để lo việc hôn nhân của thiếu Nương gia, đến tối mai mới về kịp. Nếu nhị vị có chi gấp thì cứ nói với tài hạ. Tài hạ là tiền trấn trạch giữ chức vụ tuần hồ đà chủ. Thiết chỉ thư sinh mỉm cười nói. Tiền đà chủ, nghe người ta đồn đãi bảo là Âu Dương Tuyền hiện đang ẩn cư tại một hòn đảo nhỏ hoang vắng giữa Thái Hồ, chẳng biết có thật hay không. Tiền trấn trạch đáp. Quả có như thế, nhưng nơi ẩn cư của lão ta chung quanh có đến 23 hòn đảo nhỏ vây bọc, nằm chằng chịt như bàn cờ, nước sâu lại chảy xiết vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, nơi đấy lại là một trận đồ trời xanh, quanh có khúc khủy vô cùng, người đi dễ lạc vào đường cùng, chắc chắn sẽ mất mạng. Giữa ông ấy và tể nương gia từ trước đến nay không ai xâm phạm đến ai, mà cũng chẳng hề qua lại với nhau bao giờ. Vô tình tú sĩ cười nhạt nói. Thế sao Ngụy Nương gia lại giữ kín như vậy? Tiền trấn trạch đáp. Vì đôi bên là láng giềng, nếu gây việc hiểu lầm thì họa sẽ vào mình ngay, nên buộc phải im miệng để khỏi sinh rắc rối. Nói đến đó lão nhìn hai tên ác ma một lượt, nói tiếp. Có lẽ nhị vị đến đây vì pho hàn thiết quan âm. Vô tình tú sĩ gằn giọng ngắt lời. Đúng vậy, phiền tiền đà chủ dẫn đường đến đó. Tiền trấn trạch lộ sắc luống cuống, không biết trả lời sao. Vô tình tú sĩ quát to. Ngươi không bằng lòng ư? Tiền trấn trạch than dài. Nếu nhị vị muốn đến đấy lẽ nào tài hạ không bằng lòng? Nhưng tài hạ chỉ có thể dẫn đường đến những hòn đảo nhỏ chung quanh đấy thôi. Vì tài hạ từ trước đến nay cũng chưa hề ghé ngang chỗ trú ngụ của Âu Dương Tuyền lần nào cả. Khi đến gần đấy nhị vị có thể dùng thuyền nhỏ xâm nhập, xin thứ lỗi tài hạ không thể làm hơn được nữa. Thiết chỉ thư sinh cười lớn nói. Đấy là lẽ tất nhiên, cái ơn chỉ đường này tất sẽ có ngày bọn ta đền đáp, chứ ai lại đi gây khó khăn cho tiền đà chủ, xin người cứ yên lòng. Tiền trấn trạch vòng tay thi lễ nói. Nếu thế thì tài hạ xin đích thân cầm lái. Nói đoạn lão ta xoay người chạy đăm đăm ra sau lái thuyền. Vô tình tú sĩ đưa mắt nhìn đăm đăm về phía thiết chỉ thư sinh, tựa hồ không đồng ý với cách giải quyết đó. Thiết chỉ thư sinh mỉm cười nói nhỏ. Chừng tới đó mình sẽ có cách khác, giờ phải nói sao cho hắn yên tâm chứ. Vô tình tú sĩ lắc đầu nói.
Vạn nhất hắn nhảy xuống nước rồi đục thuyền cho chìm, trong khi tôi và ông đều không biết lội thì tính làm sao? Thiết Chỉ Thư Sinh cũng không khỏi biến sắc, nhanh nhẹn nhắm hướng lái thuyền lao vút tới. Tiền Trấn Trạch trông thấy Thiết Chỉ Thư Sinh chạy như bay tới thì trong lòng đã đoán được sự việc, mỉm cười nói. Thiết Chỉ tiền bối có ý nghi ngờ tại hạ dùng mưu gian để hãm hại hai vị hay sao? Tục ngữ có câu, đã dùng thì không nghi, còn nghi thì không dùng, tại hạ dù có đưa tay lên trời thề cũng vô ích thôi. Thiết Chỉ Thư Sinh thấy Tiền Trấn Trạch đoán biết được thâm ý của mình thì không khỏi kinh ngạc. Nhưng dù sao lão cũng là nhân vật có nhiều mưu lược, nên nhướng cao đôi mày, cười ha hà nói. Tiền đà chủ, tại hạ nào có ý nghĩ như vậy, chẳng qua muốn xuống đây nói chuyện, hỏi tiền đà chủ về võ công của Âu Dương Tuyền để chuẩn bị đối phó mà thôi. Tiền Trấn Trạch nói, chẳng nói giấu gì lão tiền bối, tại hạ chưa bao giờ gặp Âu Dương Tuyền nên cũng chẳng biết võ công của lão cao thấp như thế nào. Tuy nhiên theo lời tệ nương ra thì võ công của lão rất cao cường tuyệt đỉnh. Trong khi hai người đối đáp thì chiếc thuyền vẫn chỉ mũi lướt về hướng sông nước mênh mông. Vô Tình Tú Sĩ lúc đó chắp tay ra sau lưng đi đi lại lại tựa hồ như chẳng để tâm đến vích gì. Kỳ thực lão đã âm thầm dùng vô hình chỉ lực hết sức thâm độc điểm huyệt hết tất cả mọi người trên thuyền. Bầu trời trong veo trăng sang như ngọc. Chiếc thuyền tiếp tục lướt tới độ một giờ đồng hồ thì giữa trời nước mênh mông bỗng xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Dưới ánh trăng sáng có thể trông thấy thấp thoáng chung quanh hòn đảo ấy, đá ngầm nhô cao lên trên mặt nước san sát như rừng, chẳng khác nào nanh vuốt của một loài thủy quái. Bỗng ngay lúc ấy sóng trên mặt hồ nổi lên dữ dội, khiến chiếc thuyền tròng trành lắc lư chao đảo. Những ngọn sóng vỗ vào vách đá nghe ầm ầm, tung bọt trắng xóa khắp nơi. Tiền Trấn Trạch đưa tay chỉ về hòn đảo ấy nói. Đến rồi, hòn đảo ấy chính là nơi trú ngụ của Âu Dương Tuyền, nhị vị nên xuống thuyền tại đây. Từ đây đến đó còn nhiều hòn đảo nhỏ nằm san sát nhau, với thuật khinh công tuyệt đỉnh của nhị vị thì sẽ đến nơi một cách dễ dàng. Vô Tình Tú Sĩ thong thả từ trên mũi thuyền đi xuống sau lái, lão đi rất thong thả, sắc mặt tươi cười. Chiếc thuyền lúc ấy đã cập vào gần hai tảng đá lớn nhô lên trên mặt hồ. Vô Tình Tú Sĩ bỗng cất tiếng cười ha hà nói. Tiền đà chủ mệt nhọc rồi. Vừa dứt lời năm ngón tay của lão đã nhanh như chớp điểm thẳng vào trước ngực của Tiền Trấn Trạch. Y liền cảm thấy mấy huyệt đạo trước ngực tê dại, mất tự chủ té ngửa ra sau. Bọn thủy tặc đứng chung quanh trông thấy thế còn đang kinh hãi thì cũng cảm thấy đầu óc choáng váng quay cuồng, đôi mắt tối sầm rồi đều ngã cả ra. Thiết Chỉ Thư Sinh không khỏi hãi hùng, bắt đầu để tâm đề phòng Vô Tình Tú Sĩ. Lão nhìn bọn người Tiền Trấn Trạch một lượt rồi quay sang Vô Tình Tú Sĩ nói. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, thôi chúng ta đi. Vừa nói dứt lời lão nhắm hướng hòn đảo phi thân lướt đi. Vô Tình Tú Sĩ cũng cất bước loàng choàng phi thân theo, chớp mắt đã không thấy bóng dáng hai lão đâu nữa, trong khi đó ở một góc khác của hòn đảo cũng có hai bóng người đang giở thuật phi hành lướt nhanh tới trung tâm. Đồng thời ở một góc khác cũng lại có hai bóng người nữa đang phi hành, một trước một sau cách nhau chừng 20 trượng. Người đi sau thân hình nhanh nhẹn, lách phải luồn trái lướt nhanh trên những tảng đá, cố gắng không gây tiếng động để người đi trước không biết có người đang đi theo. Người đi trước là một lão già diện mạo âm u lạ lùng, dưới ánh trăng sáng trông lão ta như một xác chết vô hồn, khiến ai nhìn cũng phải rùng mình rợn óc. Thân pháp của lão cực nhanh, tràn tới không khác gì một làn gió thoảng, nhưng tựa hồ trong lòng đang ngổn ngang tâm sự nên cứ lướt tới mà không hề biết có người đang theo dõi. Người theo sau có nhãn lực thật tốt theo sát lão già như hình với bóng, chứng tỏ đó phải là một nhân vật tài hoa cái thế, võ học cao tuyệt chứ không phải tầm thường. Tại hòn đảo này có vô số đá ngầm từ dưới mặt nước nhô lên, chẳng những chi chít mà lại tạo thành một thế trận thiên nhiên hết sức quái dị, nên không phải ai cũng có thể xâm nhập được một cách dễ dàng. Lão già đi trước chạy một lúc thì chậm lại, nhắm một gian nhà đá xây lên bởi những tảng đá kỳ dị bước thẳng tới. Bóng người theo dõi ở phía sau liền nhanh nhẹn phi thân lướt lên nóc ngôi nhà ấy, rồi dùn thấp người xuống, nằm sát mình trên mái nhà. Kế đó y đưa hai ngón tay ra rủi mạnh xuống mái nhà bằng đá.
bỗng đâu lại có hai bóng người nữa bất thần vọt đến. Người đang nằm trên mái nhà nhìn rõ hai người đó thì suýt nữa buột miệng kêu thành tiếng, nghĩ thầm. Tại sao nhị vị ấy cũng đến đây? Thì ra hai bóng người vừa đến chính là Ngọc Long Cốc chủ Đồng Hải Xuyên và thân thủ báo ứng Lỗ Công Hành. Đôi mắt của Đồng Hải Xuyên rất lanh nên vừa lướt tới đã trông thấy bóng người nằm phục trên mái nhà, lão không khỏi sửng sốt quay qua nói với Lỗ Công Hành. Kỳ nhi cũng đến đây rồi kìa. Chỉ trong nháy mắt là hai bậc dị nhân ấy cũng đã lướt đến, rồi cùng đáp nhẹ nhàng xuống mái nhà. Đào gia kỳ định mở miệng nói chuyện nhưng Đồng Hải Xuyên vội vàng ra hiệu ngăn lại. Lúc ấy mái nhà đã bị Đào gia kỳ soi thủng một lỗ nên Lỗ Công Hành có thể nhìn vào trong. Lão thấy một lão già diện mục âm u lạnh lùng đang ngồi trước một cái bàn bằng đá, trên bàn có để hai pho tương Hàn Thiết Quan Âm, đôi mắt của lão già ấy sáng ngời, thỉnh thoảng cất tiếng cười thật là ghê rợn. Lỗ Công Hành trông thấy thế thì không khỏi giật mình vì hai pho Hàn Thiết Quan Âm đó giống hệt nhau. Lão là chủ cũ mà cũng không nhận ra được pho nào thực, pho nào giả. Chương 53 Quần Ma Thần Phục. Nhìn thấy hai pho Hàn Thiết Quan Âm giống hệt nhau thì Lỗ Công Hành không khỏi sửng sốt thầm nghĩ. Xem thái độ của tên lão tặc này dường như lão đang suy nghĩ đến một âm mưu thâm độc chi đây. Để xem hắn định làm gì rồi hãy tính, Lỗ Công Hành là người già dặn kinh nghiệm, lúc nào cũng bình tĩnh sáng suốt. Trước khi cướp được pho Hàn Thiết Quan Âm trở về thì lão ta nhất định không ra tay một cách liều lĩnh. Đồng Hải Xuyên lúc này cũng đã soi được một lỗ thủng trên mái nhà, nhìn xuống và cũng không khỏi sửng sốt, lão khẽ nói với Lỗ Công Hành. Lỗ huynh, pho nào mới là pho tường thật? Lỗ Công Hành gượng cười đáp. Tiểu đệ cũng không làm sao phân biệt được. Đồng Hải Xuyên nói. Tôi và anh hãy tràn vào gian nhà đá, rồi bất thần ra tay đoạt lấy cả hai pho Hàn Thiết Quan Âm, chừng ấy từ từ sẽ tìm ra cái nào thật cái nào giả. Lỗ Công Hành nói, nếu ra tay mà đạt được kết quả ngay thì thực là may mắn vô cùng, nhưng nếu mà thất bại thì chỉ sợ sau này muốn tìm hắn cũng không phải là dễ. Đồng Hải Xuyên nói, có phải Lỗ Huynh muốn bảo là tên lão tặc ấy còn có võ công cao cường mà Bình Nhật hắn che giấu không sử dụng, chỉ để chờ đối phó với những người như chúng ta không? Lỗ Công Hành nói, chính là vậy. Dùng tâm của tên lão tặc này rất sâu độc, chân giả khó lường, không ai xét đoán cho thấu được. Hiện nay sở dĩ hắn chưa dám hành động ngang tàng theo ý muốn là vì hắn chưa biết được anh và tôi đã thực sự chết hay chưa, vì lẽ đó nên hắn còn kiêng dè. Trái lại nếu tôi và anh ra mặt đấu với lão thì vì túng nước phải làm liều, hắn lấy mạng đổi mạng thì ai thắng ai bại cũng khó mà biết trước được. Hôm nay chúng ta đến đây chỉ có mục đích là đoạt lấy pho Hàn Thiết Quan Âm trở về, nhất thiết phải cẩn thận mới được. Đào Gia Kỳ bỗng xen vào nói. Kỳ nhi cũng có ý nghĩ như vậy, vì nếu lỡ không thành công làm cho lão đề phòng cẩn thận hơn thì không hay. Tuy nhiên theo Kỳ nhi nhận xét thì hai pho Hàn Thiết Quan Âm kia đều là giả. Lỗ Công Hành và Đồng Hải Xuyên nghe qua không khỏi sửng sốt. Đồng Hải Xuyên hỏi. Làm sao con biết? Đào Gia Kỳ nói. Quỷ thủ thần ông Âu Dương Tuyền ẩn trốn tại hòn đảo nhỏ này, hiện nay võ lâm ai cũng biết. Kỳ nhi đoán đó là do chính tên lão tặc Đào Như Hải loan tin ra nhằm câu nhử quần hùng thiên hạ vào bẫy của hắn. Một dùng tâm chính nữa của hắn là muốn nhị vị đại nhân phải ra mặt mà rơi vào cạm bẫy, nhưng thiên bất dung gian, hắn không ngờ là nhị vị đại nhân và Kỳ Nhi lại đến đấy quá sớm như thế, giữa lúc thế trận của hắn chưa bố trí chu đáo. Đồng Hải Xuyên tươi cười nói, chẳng phải chỉ có bấy nhiêu phải không? Đào Gia Kỳ cười cười nói tiếp. Hai pho Hàn Thiết Quan Âm ấy chẳng những là hai pho tường giả, mà theo Kỳ Nhi thì chúng còn được bôi lên một thứ thuốc cực độc, trong ruột lại có chứa ám khí. Riêng pho tường thật thì chắc lão không kịp giấu ở đâu xa mà chỉ giấu ở những hòn đảo nhỏ gần đây thôi. Lỗ Công Hành nói. Vậy theo ý ngươi thì thế nào? Đào Gia Kỳ nói. Nhị vị đại nhân chớ nên chạm mặt với tên lão tặc ấy mà chỉ nên tìm hiểu xem pho tường thật đang được cất giấu ở đâu, nhằm cướp lấy đem về. Như vậy mình không sợ chi Đào Như Hải không tìm đến Vân Môn Giáp Tải Hoàng Sơn mà cướp nó. Ta đảo lộn địa vị chủ khách để buộc Đào Như Hải tự dấn thân đến nộp mạng.
Lỗ Công Hành gật đầu nói, ý của con rất hay, cứ vậy mà làm thôi. Bỗng ngay lúc ấy có một bóng người phi thân rất nhanh, lướt thẳng đến căn nhà. Y vừa đến trước cửa thì đã nghe Đào Như Hải từ bên trong hạ giọng hỏi, có phải Thạch Hiền đệ không? Chính là thuộc hạ đây. Bóng người mới đến lập tức lên tiếng trả lời, nhưng không dám vào nhà, y đứng ngoài nói tiếp. Bẩm lão gia tử, ngoài thế trần có người xâm nhập. Đào Như Hải nói, Hiền đệ có biết là lũ chuột nào không? Người đứng trước cửa trả lời, bọn chúng có đến mấy nhóm? Theo như thuộc hạ dò xét được thì một nhóm gồm Vô Tình Tú Sĩ, Thiết Chỉ Thư Sinh, nhóm khác thì đều là thuộc hạ của Lệ Sơn Lão Yêu, nhưng không thấy Lệ Sơn Lão Yêu xuất hiện. Ngoài ra, những nhóm khác thuộc hạ cũng đang cho người đi dò xét. Vậy xin lão gia tử định đoạt. Đào Như Hải nói, Hiền đệ mau trở lại đảo Lồn Trần Thế ngay và tạm thời đứng ra đốc xuất mọi việc canh phòng, Ngu Huynh cũng sẽ ra đó ngay. Bóng người trước cửa giả một tiếng rồi lao người đi luôn. Lỗ Công Hành từ chiếc lỗ thủng trên mái nhà nhìn xuống chú ý theo dõi mọi cử động của Đào Như Hải. Lão cầm lên một pho hàn thiết quan âm rồi đi thẳng đến trước một bức phách đá, đưa tay trái ra nhấn mạnh vào một mảnh đá gồ cao. Tức thì bức phách đá ấy bỗng mở ra một cánh cửa, để lộ một cái hộp vuông độ ba thước. Đào Như Hải cất pho tượng lão đang cầm vào đấy, trên khóe miệng lộ nụ cười ghê rợn, vách đá từ từ khép lại. Lỗ Công Hành thầm nghĩ, nếu sắc mặt ngươi vẫn bình thường thì ta còn tưởng là ngươi cất pho tượng thật đi. Ngươi quả thật là một con cáo già, nhưng đáng tiếc vẫn không che giấu được nguyên hình. Sau đó Đào Như Hải đi lại vòng quanh trong phòng hai lượt, tựa hồ như đang nghĩ ngợi một việc gì, cũng chẳng thèm để ý đến pho hàn thiết quan âm còn lại đang để trên bàn. Giây lát sau, dường như đã có sự quyết định, lão nhanh nhẹn chạy thẳng ra khỏi cửa. Đào Gia Kỳ liền nhẹ nhàng phi hành đuổi theo. Thân pháp của chàng lanh lợi, lại đề phòng cẩn thận nên dù Đào Như Hải quay đầu mấy lượt để kiểm tra xem có ai theo dõi không, lão vẫn không nhận biết sự có mặt của chàng. Đào Như Hải nhắm hướng một hòn đảo nhỏ hướng đông nam lướt thẳng tới. Đào Gia Kỳ thì vừa bám sát theo vừa lưu ý nhớ hướng đi thật kỹ, vì những tảng đá ngổn ngang trên hòn đảo là một bát trận đồ trời sinh. Hướng đi của Đào Như Hải là tử môn nên lão bước từng bước rất cẩn thận, Đào Gia Kỳ cũng cẩn thận bám theo. Đào Như Hải vừa đến mé nước thì dừng chân lại một lát rồi nhảy vọt lên, phóng về phía trước, khi hết chớn rơi xuống mặt hồ thì lão lại điểm nhẹ chân một cái rồi vọt lên ngay, chẳng khác gì con chuồn chuồn điểm nước, thân pháp vô cùng cao tuyệt khiến ai nhìn đến cũng phải thán phục. Đào Gia Kỳ cũng không chậm trễ phóng người theo ngay, dưới ánh trăng sáng kẻ trước người sau cứ tiếp tục tiến tới mãi. Hai hòn đảo nhỏ chỉ cách nhau độ mấy mươi trường nhưng mặt nước hồ vì bị những tảng đá ngầm bên dưới cản trở nên nhấp nhô rất dữ tợn, bọt nước bắn lên trắng xóa chẳng khác nào xương lạnh, ai trông thấy cũng phải e dè. Đào Như Hải không thể nào tưởng tượng được rằng có kẻ đang theo dõi mình, lại càng không nghĩ được là Đồng Hải Xuyên và Lỗ Công Hành đã xâm nhập vào trung tâm xào huyệt của lão. Lão quá sơ hở khi cho rằng với trận đồ trời sinh, địa hình hiểm trở thì ai muốn xâm nhập cũng phải mất một hai ngày. Con người dù mưu trí đến đâu cũng không tránh khỏi một vài sơ suất nhỏ, mà họa lớn lại phát sinh từ sơ suất nhỏ ra. Mặt hồ rộng mấy mươi trượng, nhưng hai người đều sử dụng thuật khinh công tuyệt đỉnh nên chỉ trong chốc lát đã qua tới bờ bên kia. Đào Như Hải thở phào một cái, rồi lại tiếp tục lướt đi. Đào Gia Kỳ vừa bám sát theo sau vừa để tâm chú ý địa hình của hòn đảo. Y bất giác sừng sốt thầm thấy quái lạ vì hòn đảo nhỏ này là do vô số tảng đá ngầm từ dưới nước nhô lên kết thành, lồi lõm cao thấp trơn trượt cực kỳ nguy hiểm. Thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài tảng đá kỳ hình dị tướng đứng sừng sững rất lạ mắt. Còn có vô số đường nước nhỏ chảy quanh, dày đặc như màng nhện, tiếng nước chảy róc rách. Đào Như Hải bỗng dừng chân trên một phiến đá to, lại quay đầu lại như kiểm tra. Đào Gia Kỳ thấy thế vội lách ngang, ẩn mình sau một tảng đá cách lão mấy mươi trượng, đưa mắt lén nhìn. Chàng trông thấy Đào Như Hải đứng sững trên phiến đá, rồi đưa mắt sáng ngời nhìn quanh khắp bốn bên, miệng thoáng hiện nét tươi cười. Lão dùn thấp người xuống thò tay vào dưới nước, lòn vào dưới một phiến đá lấy ra một pho hàn thiết quan âm cầm trong tay trầm ngâm nghĩ ngợi.
Pho tượng này từ khi lão lấy được cho đến nay thì đã làm lão tốn không biết bao tâm huyết nhưng vẫn không làm sao mà mở ra được. Lão cũng không biết thiên khu cửu thức có thật sự ở trong ruột của pho tượng hay không. Tuy pho tượng có thể dùng những loại đao kiếm sắc bén bổ ra được, nhưng lão lại sợ làm thế sẽ hỏng nó nên chẳng dám sử dụng cách ấy. Nên biết Đào Như Hải là người lúc nào cũng thận trọng, phàm làm việc gì cũng tính toán hết sức kỹ lưỡng nên ít khi bị thất bại. Pho Hàn Thiết Quan Âm đã rơi vào tay thân thủ báo ứng Lỗ Công Hành nhiều năm qua, nếu thực sự thiên khu cửu thức có trong ruột pho tượng thì với tài nghệ của y tất có thể tìm được thần vật từ thời Xuân Thu để mở pho tượng ta, hoàn toàn không có gì khó khăn cả. Nhưng tại sao y không làm chuyện đó là điều cho Đào Như Hải phải nghĩ đến nhức cả óc vẫn không hiểu ra điều bí ẩn bên trong. Kể từ khi lão đoạt được pho tượng thì tai họa đến với lão dồn dập tan nhà nát cửa khiến lão phải điên đầu, vậy mà lão vẫn không biết hối ngộ thì cũng dư biết lão rất khó rời bỏ con đường ác. Trong khi lão đang trầm ngâm nghĩ ngợi thì Đào Gia Kỳ vẫn không bỏ sót một hành động của lão. Qua một lúc lâu, Đào Như Hải cất tiếng thở dài chán nản, cất pho tượng vào chỗ cũ rồi nhắm hướng Tây Nam lướt đi. Lão tới mé nước rồi dùng một chiếc thuyền con giấu kín trong hốc đá trèo đi như bay, trong chớp mắt đã mất dạng. Đào Gia Kỳ trông thấy bóng lão đã khuất liền thở phào một tiếng, nhanh nhẹn đến chỗ cất giấu thò tay lấy pho tượng Hàn Thiết Quan Âm rồi hối hả chạy trở lại gặp Đồng Hải Xuyên và Lỗ Công Hành. Hai lão vẫn còn đang ở chỗ cũ nói chuyện, đố nhau xem Đào Như Hải có thể mở được pho tượng và nghiên cứu thiên khu cửu thức hay không. Lỗ Công Hành cho rằng Đào Như Hải dù sao cũng là một bậc tài hoa xuất chúng, chẳng qua là đi lầm vào con đường tà nên với khả năng của hắn thì việc mở pho tượng ra nghiên cứu thiên khu cửu thức không có gì là khó cả. Sở dĩ lão còn giấu chưa đem môn tuyệt học đó ra thi thố là vì muốn dành riêng đối phó với kình địch mà thôi. Đồng Hải Xuyên cười nói, tiểu đệ suốt đời diệt trừ yêu tà, lẽ nào không biết thói quen của chúng hay sao? Tiểu đệ tin chắc là Đào Như Hải chưa thể thu thập được thiên khu cửu thức. Lão là người không chịu cam tâm nằm yên nên nếu có tuyệt học ấy rồi thì chắc chắn sẽ đem ra thi thố mà không chịu nhẫn nhục như vậy. Lỗ Công Hành nói, một kẻ lòng dạ gian manh bao nhiêu thì bề ngoài càng làm ra vẻ chân thành bấy nhiêu, cũng như kẻ đại trí bề ngoài lờ đờ như kẻ ngu xuẩn vậy. Đào Như Hải chẳng phải là con cừu non, lẽ đâu lại không biết câu hư hư thực thực. Đồng huynh chính vì quá xem thường hắn nên mới lãnh cái hỏa chặt chân trước đây. Đồng Hải Xuyên tức giận nói, Lỗ huynh chớ nên nhắc lại chuyện cũ, chúng ta đánh cược với nhau được không? Lỗ Công Hành hỏi, đánh cược thế nào? Đồng Hải Xuyên trả lời, nếu như Đào Như Hải chưa tìm hiểu được những bí mật trong pho Hàn Thiết Quan Âm thì, anh phải bái tiểu đệ làm sư phụ. Lỗ Công Hành nói, bái làm sư phụ cũng được, nhưng anh sẽ lấy võ công gì để dạy cho tôi? Đồng Hải Xuyên làm ra vẻ bí mật nói, thời cơ chưa đến, chưa thể nói rõ được. Lỗ Công Hành nói, thế nếu tôi đoán chúng thì sao? Đồng Hải Xuyên cười nói, nhan ngôn ký xuất tứ mã nan truy, lẽ tự nhiên là tôi cũng bái anh làm sư phụ. Ngay lúc ấy bỗng có tiếng Đào Gia Kỳ nói, thân sư và nhà phụ không cần tranh chấp làm gì, xin hãy xem vật này đã. Y phi thân nhẹ nhàng đến như một con chim, hai tay bưng pho tượng Hàn Thiết Quan Âm. Lỗ Công Hành vừa trông thấy pho tượng thì hết sức vui mừng, vội vàng đưa tay đón lấy, lật qua lật lại xem xét thật kỹ rồi nói, chính là nó đây, ngươi lấy từ đâu thế? Đào Gia Kỳ bèn đem mọi chuyện thuật lại cho hai lão nghe. Đồng Hải Xuyên cất tiếng than, tên lão tặc gian manh như một con cáo già, nếu chẳng có Kỳ Nhi theo dõi tìm hiểu thì chẳng ai có thể tưởng tượng được là lão giấu pho tượng thật ở dưới một tảng đá ngầm nơi hoang đảo như thế. Lỗ Công Hành đưa mắt chăm chú nhìn Đào Gia Kỳ nói, bây giờ chúng ta sẽ về Hoàng Sơn tìm hiểu thiên khu cửu thức, chừng nửa tháng sau ngươi tìm cách dẫn dụ Đào Như Hải đến đó rồi chúng ta sẽ thừa dịp đó mà diệt trừ hắn. Lão dừng lại một chút rồi lại nói, vân tỷ của ngươi mỗ khi nhớ đến cái chết thảm thiết của mẹ và em trai thì quyết tâm đòi chính tay rửa hận chứ không chịu nhờ vả ai cả.
Nó tuy bây giờ võ công đã cao cường nhưng so với Đào Như Hải thì chênh lệch nhau một trời một vực, cho dù học được thiên khu cửu thức nhưng tài nghệ chưa tiến đến mức tinh thâm thì cũng hoài công thôi. Vì thế chỉ còn một cách bổ cứu là dùng Ngô Câu kiếm, nghe đâu hiện giờ đang trong tay Ngôn Như Băng, bạn vong niên của ngươi. Nếu ngươi hỏi xin thì biết đâu lão sẽ bằng lòng đấy. Đào Gia Kỳ nói, tiểu tế xin vâng mệnh. Lỗ Công Hành cười to rồi cùng Đồng Hải Xuyên phi thân lướt đi. Đào Gia Kỳ đoán biết Đào Như Hải còn trở lại gian nhà đá nên tìm đến một tảng đá cao giáo ngồi chờ. Bóng trăng đêm sáng vằng vặc, chung quanh hòn đảo khói sóng mịt mờ, cảnh vật khiến Đào Gia Kỳ không khỏi thoáng có cảm giác u buồn của ly biệt, sắc mặt bùi ngùi ngơ ngác. Vầng trăng đã lặn, cả bầu trời đang chìm trong bóng tối. Tại chân trời phía đông có một đám mây to bay ngang, sương khói mịt mờ phủ kín mặt Thái Hồ. Bỗng có 10 chiếc thuyền con lướt sóng cập bờ, rồi có mấy mươi người từ những chiếc thuyền đó tràn lên đảo. Đào Gia Kỳ lấy một vuông lụa đen ra che mặt rồi nhanh nhẹn phi thân bám sát theo. Chàng nhận ra trong số người ấy có Lệ Sơn Lão Yêu, Vô Tình Tú Sĩ và Thiết Chỉ Thư Sinh, trong lòng không khỏi thầm phục bọn chúng có thực tài, sự hiểm yếu của thiên nhiên chung quanh không thể ngăn chặn được chúng. Mấy mươi yêu tà tiếp tục chạy thẳng tới trước, khi còn cách xa gian nhà đá đổ ngoài 10 trường thì dừng chân cả lại. Lệ Sơn Lão Yêu đưa mắt nhìn một lão già bé nhỏ nói. Có phải ngươi nói quỷ thủ lão tạc Âu Dương Tuyền đang ở trong đó không? Lão già bé nhỏ đáp, đúng thế. Lệ Sơn Lão Yêu nói tiếp, ngươi hãy gọi hắn ra để trả lời những câu hỏi của ta. Lão già gầy bé tỏ vẻ do dự trong chốc lát rồi bước thẳng vào bên trong gian nhà đá. Đào Gia Kỳ chú ý nhìn kỹ thái độ của bọn yêu tà thì thấy tên nào cũng tỏ ra mệt nhọc, quần áo rách nát, chứng tỏ đã phải trải qua một cuộc đấu cam go. Lệ Sơn Lão Yêu quay qua Thiết Chỉ Thư Sinh nói, Âu Dương Tuyền có địa lợi như vậy thì trong cuộc xô xát này võ lâm đồng đào ắt phải vong mạnh quá nửa. Nếu chúng ta không bắt sống được tay sai của hắn thì e rằng đến được đây cũng không dễ đâu. Lũ yêu tà này bình nhật thì lúc nào cũng chống đối ngầm, không ai thành thật với ai cả, thậm chí còn giờ thủ đoạn ám hại nhau là đằng khác. Nhưng giờ đây vì vừa cùng nhau trải qua một cơn hoạn nạn nên tạm thời gạt bỏ hiềm khích mà cấu kết với nhau. Thiết Chỉ Thư Sinh khẽ cao đôi mày nói, tài hạ có cảm giác rằng cho dù chúng ta có đến được đây rồi cũng hoài công vô ích. Lệ Sơn Lão Yêu ngạc nhiên hỏi lại, sao lại như vậy? Thiết Chỉ Thư Sinh đáp, Âu Dương Tuyền nghe được tin quần hùng kéo đến thì chắc chắn đa ôm pho hàn thiết quan âm cao bay xa chảy rồi, công lao của chúng ta chẳng phải phí cả hay sao? Lệ Sơn Lão Yêu nghe qua cũng không khỏi ngơ ngác, sắc mặt biến đổi. Lão tuy là một yêu tà cái thế, nhưng trải qua một cuộc ác chiến thì cũng tỏ ra kinh sợ nơm nớp như chim sợ cung. Nếu không phải thế thì lẽ nào lão lại không xông thẳng vào căn nhà đá kia? Đào Gia Kỳ trông thấy thế thì cười thầm trong bụng, phục Đào Như Hải quả là người không dễ trêu chọc, đã ánh tan tác cả cá tính ngạo mạn ngông cuồng của bọn yêu tà nổi danh có tiếng. Lão già bé nhỏ sau khi đi thẳng vào gian nhà đá một lúc lâu vẫn không thấy trở ra. Lũ yêu tà bên ngoài thấy vậy thì trong lòng vừa nghi ngờ vừa lo sợ, không ngớt đưa mắt nhìn nhau, đầy vẻ ngơ ngác. Thiết Chỉ Thư Sinh nói, quả đúng như dự toán của tài hạ, Âu Dương Tuyền đã nghe đồng và biến đi rồi. Lệ Sơn Lão Yêu sắc mặt trở nên xanh như chạm nói, chả lẽ lão già đó trốn luôn trong nhà, không trở ra nữa sao? Lão chờ thêm giây lát rồi nói tiếp, nếu lão phu bực lên thì thà một trường đánh nát căn nhà đá cho rồi. Bỗng nhiên trong gian nhà đá có một giọng nói vọng ra, chưa chắc đâu. Sắc mặt của Lệ Sơn Lão Yêu biến đổi, lão quát to, ngươi là ai, sao không dám bước ra đây cho mọi người nhìn thấy? Giọng nói lại cất lên, lão phu chính là Âu Dương Tuyền, bấy lâu ẩn cư ở đây, không còn muốn bước chân vào giang hồ nữa. Lão phu tự xét mình không oán thù chi với các vị thế mà các vị lại tìm đến cửa gây sự, vô cớ sát hại thủ hạ của lão phu, nên lão phu muốn biết lý do. Lệ Sơn Lão Yêu cười nhạt nói, cần gì phải hỏi,
cá nhân ngươi không có tội, tội ở chỗ là giữ gìn bảo vật võ lâm trong người. Hôm nay chúng ta đến đây rồi thì chắc chắn ngươi không thể nào mà yên thân được. Nếu ngoan ngoãn đưa pho hàn thiết quan âm ra thì chúng ta sẽ rời khỏi nơi này ngay tức khắc. Dòng nói lại tiếp tục. Qua dòng nói thì chắc các hạ là Lệ Sơn lão yêu phải không? Bấy lâu lão phu cũng đã nghe tiếng tăm nhưng bây giờ mới được gặp, thật đáng tiếc. Ngừng một chút, người trong nhà lại nói. Hàn thiết quan âm bấy lâu nổi tiếng là một hung vật, kẻ kém đức giữ lấy nó thì chỉ mang họa vào thân thôi. Lão phu lúc đầu không tin nhưng giờ đây thấy quả đúng như vậy. Lão phu chiếm giữ nó sự thực chỉ có ý tốt muốn chấm dứt một cuộc chém giết liên miên vì nó mà thôi, ai ngờ lại bị kẻ tiểu nhân đàm tếu. Lệ Sơn lão yêu gằn giọng nói. Lão phu không tin Âu Dương lão sư lại có lòng nhân từ như thế. Người trong nhà cười ha hả nói. Lão phu cũng biết các vị không tin nhưng pho hàn thiết quan âm thật sự có trong tay lão phu. Nhưng lão phu lấy được nó rồi thì không muốn dùng mà sẵn sàng biếu lại cho người khác. Chỉ tiếc các hạ không phải minh chủ võ lâm, vì thế nếu tặng riêng cho các hạ thì người khác không khỏi so bì. Đứng trước tình trạng cháo ít mà sư sãi đông như vậy thì thử hỏi lão phu biết làm sao. Câu nói vừa dứt thì quả nhiên lũ yêu tà kề tai xì xầm bàn tán với nhau không ngớt. Mưu kế ấy của Âu Dương Tuyền quả là tuyệt diệu, nó thâm độc không kém những âm mưu ly gián ác độc nhất từ trước tới nay. Sắc mặt của Lệ Sơn lão yêu bỗng thay đổi hẳn, trông vô cùng ghê rợn. Lão gằn giọng quát to. Ngươi chỉ cần đưa pho hàn thiết quan âm ra là được, còn những vấn đề khác không liên quan đến ngươi. Trong gian nhà đá Âu Dương Tuyền cười ha hả nói. Làm gì có chuyện nhân nhường dễ như vậy. Tuy nhiên các vị đã đến đây thì lão phu cũng không để các vị về không, và lại lão phu cũng muốn xem các vị giải quyết pho tượng này như thế nào. Lũ yêu tà đoán Âu Dương Tuyền sắp bước ra khỏi căn nhà nên không ai bảo ai đều im phăng phắc, không ngớt nhìn chòng chọc vào khung cửa. Trời đã sáng hẳn, ánh chiêu dương chói lọi ở góc trời đông trông thực sặc sỡ vui mắt. Tại khung cửa gian nhà đá Âu Dương Tuyền bất ngờ xuất hiện. Đó là một lão già đầu hói láng trơn, tóc râu bạc phếu, đôi mày dài phất phơ, mặt đỏ như châu sa, mắt phượng xinh đẹp. Lão mặc một chiếc áo đạo bào mình thêu bát quái trông chẳng khác gì nam cực tinh quân. Bàn tay mặt của lão chống cây quỷ thủ thiết quầy, bàn tay trái rõ ràng cầm một pho tượng hàn thiết quan âm cao chín tấc sắc xám đen. Lũ yêu tà vừa trông thấy thì không khỏi giật mình, tim đập thình thịch. Chỉ riêng có Đào Gia Kỳ là biết cái lão già tử xương Âu Dương Tuyền kia là ai, nhưng trong lòng cũng không khỏi kinh dị, nghĩ mãi mà vẫn không biết lão đã trở vào căn nhà đá từ lúc nào. Lúc ấy Lệ Sơn lão yêu đã quay mặt lại nói. Sử, vu nhì vị lão sư, người này có đúng là Âu Dương Tuyền không? Trong lũ yêu tà có hai gã đàn ông đầu trâu mặt ngựa bước ra, chính là Hoắc Sơn nhì quỷ, với bốn bàn tay bị gãy đã được tục cốt linh dược chữa lành. Cả hai đều nhìn Âu Dương Tuyền căm hận nói. Chính là lão quỷ này rồi. Âu Dương Tuyền cất tiếng cưới dài rung truyền cả trời cao. Khi tiếng cười vừa dứt thì sắc mặt của lão ta đã trở nên lạnh lùng, gằn giọng nói. Pho hàn thiết quan âm ở đây, ai bước tới nhận? Lệ Sơn lão yêu quát lên. Hãy trao cho lão phu. Nói đoạn lão tràn ngay ra tới trước. Bỗng nhiên thiết chỉ thư sinh cười nhạt nói. Chậm đã. Lệ Sơn lão yêu nghe thấy vậy thì dừng chân lại, biến sắc mặt, sát khí tràn đầy đôi mắt nói. Thiết chỉ lão sư có gì nói chăng? Thiết chỉ thư sinh vẫn bình tĩnh mỉm cười nói. Phạm việc gì cũng nên suy nghĩ chín chắn rồi hãy làm, các hạ thử xét xem có thể đối địch nổi chúng tôi hay không? Lệ Sơn lão yêu hỏi. Ông nói vậy là có ý gì? Thiết chỉ thư sinh cười nhạt nói. Nói trắng ra là pho tượng này dù sao đi nữa cũng không vào tay các hạ được đâu. Lúc bấy giờ bỗng có thêm tám bóng người khác bay xẹt tới như điện chớp, chính là Hàn Phách lão nhân, Huyền Băng lão mị, Bắc Quốc song ma, Nam Thiên tam hung, còn có cả Thang Bá tử nữa. Lệ Sơn lão yêu thấy thiết chỉ thư sinh nhục mạ mình trước mặt bao nhiêu người thì bừng bừng tức giận, vung trường đánh mạnh ra. Hàn Phách lão nhân lách mình tới quét tay áo ra đỡ thẳng, quát to. Tránh ra đi.
Bùng một tiếng, Lệ Sơn lão yêu bị hất văng ra sau liên tiếp ba bước, sắc mặt tái nhợt gằn giọng nói. Tôn giá võ công thực đáng sợ, xin cho biết tánh danh để khi nào sẵn sàng tại hạ sẽ lãnh giáo tuyệt học. Huyền băng lão mì cướp lời nói. Đó là sư thúc của ta. Lũ yêu tà nghe qua không khỏi giật mình thất sắc, Lệ Sơn lão yêu gật đầu nói. Nếu thế thì tại hạ có thua cũng không xấu hổ. Trong đám yêu tà bỗng có tiếng nói. Sơn chủ làm thế nào lại thua lão ấy? Chẳng qua là sơn chủ đã quá mệt nhọc mà thôi. Hàn phách lão nhân xa sầm nét mặt nhìn về hướng có dòng nói. Âu Dương Tuyền bỗng cất tiếng cười ha hà thực to nói. Lão phu không muốn phải đứng chờ đợi lâu như thế này, pho tượng này chỉ là đồ vô dụng với lão phu, các vị cứ lấy mang đi. Lão tung pho hàn thiết quan âm lên không rồi quay mình bước thẳng vào trong. Pho tượng từ trên cao rơi nhanh xuống, chỉ còn cánh đỉnh đầu lũ yêu tà chừng bốn thước thì cả bọn ùn ùn nhảy lên, thò tay ra chụp lấy. Khương Đình Viễn trong nhóm Hắc Bạch Song Kỳ thò tay nhanh hơn mọi người nên đã chụp được pho hàn thiết quan âm vào tay. Băng Trường Hồng thì vung ngọn thương lên thành vô số những đốm sao bạc lạnh ngắt đẩy lui lũ yêu tà ra xa để bảo vệ Khương Đình Viễn, rồi cùng nhau phi hành thẳng ra phía mé nước. Lũ yêu tà cũng hò hét đuổi theo. Cả bọn cùng chạy ra đến mé nước thì bất giác khựng người cả lại, vì ghe thuyền không biết đã bị ai đánh cắp mang đi hết. Huyền băng lão mì nhanh nhẹn lướt tới trước mặt Khương Đình Viễn, thò cánh tay phải ra quát. Đưa đây! Khương Đình Viễn cười nhạt nói. Cho dù ông có lấy được thì cũng chạy không thoát kia mà. Huyền băng lão mì hừ một tiếng nói. Ngươi xem thường lão phu đến thế ư? Sắc mặt của Khương Đình Viễn trở thành lạnh lùng, đưa tay chỉ về phía hồ nước mênh mông nói. Khương mỗ không tin ông có thể lướt qua mặt hồ này mà về đất liền được. Huyền băng lão mì nghe thế không khỏi biến sắc, tất cả lũ yêu tà cũng đều lộ vẻ kinh hoàng. Vô Tình Tú Sĩ cất tiếng than. Nhất thời sơ hở nên chúng ta đã trúng mưu gian của Âu Dương lão tặc rồi. Pho tượng kia chắc chắn cũng là đồ giả. Một báu vật võ lâm, ai cũng muốn tranh đoạt thì lẽ nào lão lại hai tay biếu không cho người khác như thế? Lệ Sơn lão yêu cười nhạt nói. Đến bây giờ mới biết có muộn quá không? Vô Tình Tú Sĩ quát to. Lệ mỗ biết chậm nhưng vẫn còn hơn các hạ là kẻ không biết gì hết. Lệ Sơn lão yêu đỏ mặt tía tai, nhưng không làm sao nói gì được, đành quay mặt về phía gian nhà đá nói. Lão phu thề không tha chết cho ngươi. Vừa nói lão vừa đi thẳng về phía gian nhà đá. Vô Tình Tú Sĩ cười to nói. Giờ này mà lão tặc đó còn ở trong kia hay sao? Lệ Sơn lão yêu nghe qua thì dừng bước lại ngay, đứng chờ như một khúc gỗ, sắc mặt hết sức ghê rợn, dẫn đến mức tóc râu dựng đứng cả lên. Vô Tình Tú Sĩ cũng chẳng chú ý gì đến lão, gượng cười nói. Ở đây không cây cỏ cầm thú, không ngờ lệ mỗ có ngày lại phải chịu chết đói như hôm nay. Lũ yêu tà nghe qua không khỏi lo âu ra mặt. Lệ Sơn lão yêu quay mặt lại hạ giọng nói. Thiết chỉ lão sư phán đoán chẳng sai. Pho tượng này là giả, nhưng kẻ làm ra thật khéo léo phi thường, ngay đến như chúng ta cũng bị gạt. Vừa nói lão vừa thò tay lấy pho tượng trong tay Khương Đình Viễn, y không muốn đưa nhưng trong hoàn cảnh này thì không làm sao cự tuyệt được, bất đắc dĩ đành phải buông tay ra. Lệ Sơn lão yêu cầm lấy pho tượng, lật qua lật lại xem kỹ một lúc nhưng chẳng nhận ra điều chi khác thường, bèn cất giọng hỏi. Đây là một pho tượng giả hay thật, xin các vị thứ lỗi tại hạ không làm sao phán đoán được. Có ai biết pho tượng thật có đặc điểm gì không? Lũ yêu tà đều trợn mắt há miệng, không biết nói sao. Lệ Sơn lão yêu bỗng thay đổi sắc mặt, ném mảnh pho tượng xuống đất nói. Chi bằng hủy nó đi, kẻo lại gây mối họa cho người khác. Pho tượng rơi xuống đất vỡ tan, rồi có một làn khói độc không màu sắc mùi vị xông lên, mắt thường không làm sao thấy được. Ngay đến thằng bá tử là kẻ chuyên dùng độc mà cũng không biết. Hơi độc mỗi lúc một nhiều, lũ yêu tà bắt đầu trông thấy một làn khói xanh mỏng tỏa lên không trung. Thang bá tử kinh hãi la lên. Không xong, trong pho tượng có độc.
Câu nói ấy chưa dứt thì lũ gian tà đã cảm thấy trong người khang khác, vội vàng nín thở để khói độc không xâm nhập thêm. Nhưng đã quá muộn, cả bọn đã hít vào không ít khói độc. Sắc mặt của Thang Bá Tử hiện rõ nét lo âu, Thẩm Vận dùng chân lực đuổi chất độc ra ngoài. Mụ cảm thấy chân lực bị đình trệ, tạng phủ đau đớn nên vội thò tay vào áo lấy thuốc giải độc ra uống vào. Hai người bị độc nặng nhất là Lệ Sơn Lão Yêu và Khương Đình Viễn. Lệ Sơn Lão Yêu đứng gần pho tường nhất, lại là người đập vỡ nó ra. Khương Đình Viễn thì tuy đứng xa nhưng do cầm pho tường nên bị dính chất độc bôi bên ngoài. Cả hai đều cảm thấy khí huyết đảo lộn, tim nhảy mạnh, đầu váng mặt hoa, tạng phủ đau nhói. Có một điều đáng buồn cười nhất là ngay cả chuyên gia dùng độc Thang Bá Tử bây giờ cũng không thể giải độc được cho mình. Mặt trời buổi sáng đã lên cao, trên mặt hồ mênh mông đang chói lọi nhưng ánh vàng rực rỡ. Lũ yêu tà kẹt trên hoang đảo đều ngồi bệt xuống đất, ngửa mặt nhìn thẳng vào ánh chiêu dương, sắc mặt tái nhợt. Riêng Đào Gia Kỳ sau khi Âu Dương Tuyển ném pho hàn thiết quan âm giả về phía lũ yêu tà rồi quay mình bỏ vào trong thì chàng cũng nhanh nhẹn lướt đến gian nhà đá, nhìn vào bên trong. Chàng thấy Âu Dương Tuyển lấy pho hàn thiết quan âm giấu trong vách đá ra, rồi nhanh như chớp xê dịch cái bàn đá đi một nơi khác. Tức thì phía dưới cái bàn đá lộ ra một địa huyệt. Âu Dương Tuyển nhanh nhẹn nhảy vào đấy rồi chiếc bàn đá lại trở về vị trí cũ. Đào Gia Kỳ không khỏi sửng sốt, chàng nghĩ. Thì ra trong gian nhà đá này có những bố trí tinh vi như thế. Quả nhiên tên lão tặc hết sức chu đáo, làm sẵn cả những đường rút lui. Xem ra những việc này không phải một sớm một chiều mà xong được, chỗ đáng sợ của lão chính là ở chỗ ấy. Chàng đoán rằng lão sẽ trở lại nơi giấu pho tường thật để lấy nó đem theo, nên chàng không tìm hiểu thêm bí mật trong gian nhà đá nữa mà nhanh nhẹn nhắm hướng hòn đảo hoang lướt tới. Vì vậy chuyện bọn yêu tà chúng độc chàng không được mục kích. Đào Gia Kỳ chờ đến khi mặt trời lên tận đỉnh đầu mà vẫn chưa thấy Đào Như Hải đến, trong lòng hết sức nghi ngờ rằng trên đảo đã có biến. Chàng suy nghĩ thêm một lúc thì bỗng kinh hoàng, không khỏi biến sắc mặt. Vì chàng chợt nghĩ ra biết đâu Đào Như Hải đã phát hiện ra mình cùng Đồng Hải Xuyên và Lỗ Công Hành ẩn mình trên mái nhà, nên mới lấy pho tường thật giấu trong vách đá, rồi khéo léo lợi dụng sự đa nghi của con người để làm cho số đông theo dõi mình tưởng nó là đồ giả. Nếu quả thật như vậy thì pho tường giấu dưới nước cũng là giả. Đào Gia Kỳ không khỏi sợ đến run cả người, thầm lo ngại cho Lỗ Công Hàng, Đồng Hải Xuyên, Vân Tỷ, Quỳnh Tỷ. Nhưng trong thâm tâm chàng vẫn thầm mong sự nghi kỳ của mình là sai lầm, không ngớt nguyền rủa tên lão tặc Đào Như Hải. Khi chàng quay lại hòn đảo có gian nhà đá thì phát giác ra những mảnh vỡ của pho hàn thiết quan âm giả nằm trên mặt đất. Chàng thò tay nhặt lên, xem xét một lúc nhưng vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bỗng giữa những tảng đá ngổn ngang cách đấy không xa có những tiếng rên rất khẽ vọng lại. Chàng đưa mắt nhìn về hướng có tiếng động thì thấy có một lão già trên dưới ngũ tuần đang cố gắng bò ra. Lão già ấy trông thấy Đào Gia Kỳ cầm mảnh vỡ của pho tượng thì biến sắc, cố hết sức cất giọng khàn khàn nói. Mau bỏ đi, có độc. Đào Gia Kỳ lắc đầu, mỉm cười nói. Chẳng sao đâu, có lẽ tôn giá bị chất độc trong vật này hại mới ra nông nỗi này phải không? Lão già liền gật đầu. Đào Gia Kỳ lấy một viên thuốc giải độc ra cho lão ta uống, chẳng mấy chốc sau sắc mặt của lão đã hồng hào trở lại, thở phì ra một hơi dài rồi đứng thẳng người lên, vòng tay cảm tạ. Thân lão chịu nhiễm chất độc tưởng là phải chết, thế mà may mắn được các hạ cứu nguy cho. Lão không bao giờ dám quên ơn, xin hỏi. Đào Gia Kỳ mỉm cười ngắt lời. Tôn giá tại sao lại chỉ bị nhiễm độc có một mình như vậy? Còn số người Lệ Sơn Lão Yêu, Vô Tình Tú Sĩ đâu cả rồi? Lão già lộ vẻ ngạc nhiên nói. Té ra các hạ cũng biết nhiều chuyện thật, câu chuyện rất dài dòng, để lão kể cho các hạ nghe. Lão già này chính là một tay cường khấu khét tiếng ở lĩnh Nam, gọi là Tam Thủ Thời Thiên Chu Quán Hồng. Vì lão lúc nào cũng đi đơn độc một mình nên không quen biết lũ yêu tà kia. Đối với pho hàn thiết quan âm lão không có lòng ham muốn mà chỉ vì hiếu kỳ nên đi xem cho biết. Nếu có lấy được thì đáng mừng, còn không thì cũng chẳng sao.
Chính vì thái độ không tha thiết ấy của lão nên mạng sống của lão mới không bị nguy hại. Vừa rồi lão đúng ở rất xa nên nhiễm hơi độc không nhiều. Khi nghe thang bá tử la lên thì lão vội nhảy tránh ra xa mấy chục trượng, trốn trong một hốc đá vận dụng công lực bảo vệ viện đạo để duy trì tánh mạng. Trong khi lũ ác ma đang thoi thóp thì Âu Dương Tuyền từ trong gian nhà đá bước ra. Nghe đến đây Đào Gia Kỳ hỏi. Âu Dương Tuyền giết hết bọn họ rồi ư? Chu Quán Hồng lắc đầu thở dài nói. Chu mỗ tuy thuộc hắc đạo nhưng chưa bao giờ trông thấy ai ghê gớm như Âu Dương Tuyền. Lão cứu tỉnh bọn họ nhưng ngầm chế ngự hết, rồi dùng uy lực và quyền lợi để dụ dỗ thu dùng họ làm môn hạ sai khiến suốt đời. Đào Gia Kỳ không khỏi kinh hãi nói. Nguy, dùng tâm của tên lão tặc thật gớm ghê. Lão đã thu dùng yêu tà trong thiên hạ làm tay sai rồi thì chắc chắn lão sẽ còn hành động ngang tàn hơn thế nữa. Nói đến đây, chàng ngừng một chút rồi nói tiếp. Tôn giá may mắn thoát khỏi tay tên lão tặc thì cũng là may trong cái rủi. Ông chớ tiết lộ việc hôm nay mà hãy về lĩnh Nam, giải nghệ và tìm nơi ẩn mình, như thế mới mong được yên thân sau này. Chu Quán Hồng nghe thế gật đầu nói. Lão xin nghe các hạ, nhưng khổ nỗi bây giờ ghe thuyền không có thì làm sao rời khỏi nơi đây. Đào Gia Kỳ không trả lời, chàng chụp lấy lão nhắm phía những tảng đá ngổn ngang cạnh đấy lướt tới, rồi từ trong mé nước kéo ra một chiếc thuyền nhỏ, hai người cùng nhảy xuống, trèo đi. Chỉ trong phút chốc bóng dáng chiếc thuyền đã biến mất giữa trời nước mênh mông.